Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 1041, đều là trẻ con. Chu Dương nhún vai nói với Tôn Càn Khôn, ông đừng đòi người ở chỗ tôi không hề động đến người của ông. Chu tiên sinh, cậu không nên hẹp hòi vậy chứ. Tôn Càn Khôn không tin lời Chu Dương. Rõ ràng Tôn Thánh Kiệt đến đây để giúp Hứa Gia đối phó với Chu Dương, bây giờ trận chiến đã kết thúc, Chu Dương toàn thắng, cả Hứa Gia đều bị Chu Dương khống chế nhưng lại không thấy Tôn Thánh Kiệt đâu nữa. Lẽ nào đã chết trong lúc hỗn loạn? Tôn Càn Khôn hiểu rõ tình hình con cháu Tôn gia, với tính cách của Tôn Thánh Kiệt thì không thể chết trong trận hỗn chiến, bởi vì hắn sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc chiến. Mặc dù tên nhóc đó có ý đồ đen tối nhưng vẫn rất thông minh. Thế nên Tôn Càn Khôn nghi ngờ rằng Chu Dương bắt giữ Tôn Thánh Kiệt. Chu tiên sinh, tôi thừa nhận thằng bé Tôn Thánh Kiệt đó đã làm sai, nếu cậu thật sự không thích cậu ta, cậu cứ đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với Tôn gia chúng tôi, nhưng mong cậu đừng làm hại đến mạng sống của cậu ta. Tôn Càn Khôn rất có thành ý nói. Chu Dương lắc đầu, không kiên nhẫn, đừng pha trò nữa, tôi không có tâm trạng quan tâm đến chuyện của cậu ta chứ đừng nói đến chuyện bắt giữ cậu ta, tôi thật sự không bắt cậu ta. Chu Dương dứt lời, không để ý đến Tôn Càn Khôn nữa. Dù Tôn Càn Khôn đã thể hiện lòng trung thành với anh nhưng anh vẫn không có thiện cảm gì với ông già này. Lúc Chu Dương đang định rời đi, Tôn Thánh Kiệt lại chạy ra. Bác hai, Tôn Thánh Kiệt thận trọng đi đến cạnh Tôn Càn Khôn, kéo tay áo hắn nói. Thánh Kiệt, cháu không sao chứ, nhìn thấy Tôn Thánh Kiệt, Tôn Càn Khôn tỏ vẻ khó hiểu. Hắn vẫn nghĩ chắc chắn Tôn Thánh Kiệt đã bị Chu Dương bắt nhưng bây giờ xem ra hình như không phải vậy. Không phải Tôn Thánh Kiệt vẫn nguyên vẹn xuất hiện trước mặt hắn đó sao? Cháu chạy đi đâu vậy, thấy Tôn Thánh Kiệt không sao, Tôn Càn Khôn nghiêm mặt, ai cho cháu chạy lung tung vậy hả? Cháu, bác hai cứu cháu với, Tôn Thánh Kiệt òa khóc. Bây giờ hắn vô cùng sợ hãi. Cái tên Chu Dương đó đáng sợ quá. Một mình đơn độc xông vào Hứa gia. Cuối cùng ngay cả bậc tiền bối của Hứa gia ra mặt cũng phải đứng về phe anh ta. Đây không phải là những gì Tôn Thánh Kiệt từng nghĩ. Lúc đầu hắn nghĩ với thực lực của Hứa gia thì thế nào cũng có thể đánh hạ được Chu Dương mới đúng chứ. Lẽ nào thực lực của Hứa gia cũng chỉ thế này thôi sao? Thật ra thực lực của Hứa gia không hề yếu, thậm chí có thể nói là tầng tầng lớp lớp, nhiều vô số kể. Bùa hộ mệnh, các loại bùa cấp bậc cao siêu. Cuối cùng thậm chí còn có một trận pháp bảo vệ gia tộc, mấy thứ này dư sức để đối phó với một hoàng đế võ giả. Nhưng đáng tiếc bọn họ lại gặp phải Chu Dương, trong số các hoàng đế võ giả Chu Dương là người tài năng nhất, thực lực mạnh nhất, có thể giải phóng lãnh vực hoàng đế. Hơn nữa Chu Dương còn có chiếc nhẫn không gian và một số lượng bảo vật lớn do một tiền bối khác của Hứa gia tặng, điều này có vẻ như có thể đè ép được Hứa gia. Nhưng đây cũng chỉ là một phần sức mạnh của Chu Dương. Biểu hiện của Chu Dương hoàn toàn khiến Tôn Thánh Kiệt gây ta sợ. Không lâu trước đây, tên này còn nghĩ mặc dù Chu Dương thông minh nhưng suy cho cùng vẫn thất bại dưới tay hắn. Bây giờ có vẻ hắn mới là người ngu ngốc nhất. Thế nên lúc đầu hắn trốn đi nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Tôn Càn Khôn, hắn thấp thỏm đứng trước mặt Chu Dương. Còn chưa nói được hai câu đã hòa khóc xin Tôn Càn Khôn hãy cứu hắn. Tôn Càn Khôn cạn lời nhìn con cháu nhà mình, cháu khóc cái gì? Cháu yên tâm đi, Chu tiên sinh sẽ không tính toán với tên nhóc cháu đâu, nhưng cháu phải nhớ sau này không được làm như vậy nữa, hiểu chưa? Tôn Thánh Kiệt vội gật đầu. Chu Dương nhìn Tôn Thánh Kiệt như nhìn kẻ ngốc. Nếu nói về so đo thì thật ra Chu Dương cũng không biết phải so đo cái gì, có gì mà phải so đo. Hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng đồng thời anh cũng không định dễ dàng bỏ qua cho tên nhóc này, ít nhất cũng phải đùa giỡn một chút. Không sai. Tôn Thánh Kiệt là một tên rác rưởi vô cùng yếu đuối, hơn nữa cũng không có tính uy hát yêu ta gì với Chu Dương. Nhưng tên rác rưởi vẫn là rác rưởi, là tên rác rưởi cũng không thể cứ gây phiền toái cho tôi, còn bảo tôi xem như không có chuyện gì xảy ra ư. Cậu yếu đuối đó là chuyện của cậu, chẳng liên quan gì đến tôi cả đúng chứ? Chu Dương nở nụ cười ẩn ý nói, không đúng rồi Tôn gia chủ, hình như tôi chưa từng đồng ý không so đo mà nhỉ. Gương mặt Tôn Càn Khôn khẽ biến sắc. Chu tiên sinh, không phải chứ, một nhân vật tầm cỡ như cậu tại sao phải so đo với một đứa trẻ không hiểu chuyện thế? Tôn Càn Khôn cố ý nâng cao vị thế thân phận của Chu Dương. Đáng tiếc Chu Dương không để ý đến cái này, anh nheo mắt nói, đứa nhỏ không hiểu gì sao?
Vậy vừa đúng lúc, chỗ chúng tôi cũng có một đứa nhỏ không hiểu chuyện. Tô Vĩ, cậu thấy đúng không? Thật ra Tôn Thánh Kiệt không còn nhỏ nữa, 23 tuổi lớn hơn Tô Vĩ một tuổi. Chu Dương cũng không được xem là quá lớn tuổi, anh chỉ mới hơn 20, lớn hơn bọn họ 4, 5 tuổi. Nhưng dù Chu Dương đi đến đâu cũng đến bị đối đãi như một người lớn. Anh thường tiếp xúc với Hổ gia, người trung niên cấp bậc gia chủ như Tô Thế Minh. Chu Dương vẫn là Chu Dương, không đại biểu cho thân phận gì cả, chỉ dựa vào thực lực của mình mới có thể được như ngày hôm nay nên anh là nhân vật tầm cỡ. Mà người như Tôn Thánh Kiệt ra ngoài, người khác căn bản không thấy hắn mà chỉ thấy được Tôn gia sau lưng hắn. Nếu không có Tôn gia, hắn chỉ là một người bình thường trong biển người mênh y gờ nên bị gọi là trẻ con. Vậy vừa lúc, Chu Dương cũng có một người như vậy, người thừa kế Tô gia Tô Vĩ. Hơn nữa dù là tuổi tác hay địa vị, Tô Vĩ cũng nhỏ hơn Tôn Thánh Kiệt, dù sao Tôn gia mới là gia tộc đứng đầu trong số các gia tộc hạng nhất, còn Tô gia chỉ có thể được xem là gia tộc đứng thứ hai. Nghe Chu Dương nói vậy, Tô Vĩ lập tức hiểu ra, sải bước tới phủi tay áo nói, à, đúng vậy, tôi cũng không hiểu chuyện lắm, nhưng tên này dám giở trò với lão đại thì phải bị đánh. Dứt lời, Tô Vĩ tát Tôn Thánh Kiệt một bạt tai. Đắc tội với lão đại nhà tôi, anh đã biết tội của mình chưa, Tô Vĩ làm y như thật hét lên. Khuôn mặt Tôn Càn Khôn đứng một bên biến sắc. Hắn không ngờ Chu Dương sẽ trừng trị Tôn Thánh Kiệt bằng cách này, ngay cả hắn cũng cứng họng. Tôn Thánh Kiệt nhà tôi là trẻ con thì Tô Vĩ nhà người ta cũng là trẻ con vậy. Chu Dương không so đo với Tôn Thánh Kiệt, vậy Tôn Càn Khôn ông cũng không thể so đo với Tô Vĩ. Chương 1042, quyết định của Chu Dương. Khuôn mặt Tôn Thánh Kiệt nhanh chóng trở nên sưng tấy, hắn ngẩn người nhìn Tô Vĩ, không nói được lời nào. Chê y thực tế hắn là con cháu của Tôn gia, còn Tô Vĩ chỉ là con cháu của Tô gia, nói thế nào thì hắn cũng lớn hơn Tô Vĩ một bậc. Nhưng bây giờ, Chu Dương lại là người đứng sau Tô Vĩ. Hả, sao anh không nói nữa? Lúc trước đứng ở địa bàn của Hứa gia, không phải anh rất oai phong kiêu ngạo sao, Tô Vĩ lại tát thêm một cái nữa. Nói đi, không khuất phục à? Tô Vĩ vừa đánh vừa hỏi Tôn Thánh Kiệt. Tôn Thánh Kiệt bất lực, vì vậy chỉ có thể nhìn về phía Tôn Càn Khôn, hy vọng Tôn Càn Khôn có thể giúp hắn. Tôn Càn Khôn tỏ vẻ tức giận, lúc này rồi cậu còn nhìn ông đây làm gì? Ông đây có thể thay cậu xin xỏ sao? Chuyện của các người thì các người tự giải quyết đi, Tôn Càn Khôn chỉ có thể nói Tôn gia chúng tôi sẽ không nhúng tay vào. Tương tự, Chu tiên sinh cũng sẽ không nhúng tay vào. Đây là quyền hạn lớn nhất mà Tôn Càn Khôn có thể giành lấy cho Tôn Thánh Kiệt. Thằng nhóc Tôn Thánh Kiệt cũng rất thông minh, nghe được những lời này của Tôn Càn Khôn, thì hắn lập tức hiểu nó có ý gì. Hắn hoàn toàn có thể đấu lại được bởi vì đây là cuộc đấu tay đôi giữa hắn và Tô Vĩ. Hắn gầm một tiếng và lao lên, ngay sau đó lại quay trở lại với cái mũi sưng vù, dù gì thì trước đây Tô Vĩ cũng từng học Taekwondo, sau đó còn theo Ngưu Xuyên lâu như vậy, cho nên hắn không thể nào là đối thủ của Tô Vĩ. Đến lúc này, Tôn Càn Khôn cũng không còn cách nào khác ngoài việc nhìn Tôn Thánh Kiệt bị đánh. Nhận thua chưa, Tô Vĩ lại hỏi. Tôi thua rồi, cuối cùng Tôn Thánh Kiệt cũng chịu thua. Tôi sai rồi, anh Tô, xin hãy tha cho tôi, còn cả anh Chu nữa, tôi thật sự sai rồi, hy vọng anh không chấp nhặt với tôi. Lúc trước, Tôn Thánh Kiệt luôn chế nhạo xem thường Chu Dương, bây giờ cuối cùng cũng chịu cúi đầu xuống. Không cúi đầu thì sẽ bị đánh. Lúc này Chu Dương mới thản nhiên đáp lại, không liên quan gì đến tôi, từ trước đến nay tôi vẫn không chấp nhặt gì với cậu. Chu Dương thật sự là không thèm đếm xỉa đến Tôn Thánh Kiệt, nguyên nhân chính khiến anh làm như vậy là muốn trêu chọc Tôn Thánh Kiệt mà thôi, thứ hai là anh còn có một mục đích khác, đó là muốn để Tô gia lên nắm quyền. Mặc dù Chu Dương đã đánh bại Hứa gia, nhưng khắp thành phố Đông Hải đều công nhận rằng Tôn gia hơn hẳn Tô gia. Nhưng bây giờ, Chu Dương yêu cầu Tô Vĩ tát Tôn Thánh Kiệt vài cái trước mặt mọi người, mà Tôn gia cũng không dám lên tiếng. Nhìn bề ngoài thì đây có vẻ là một vấn đề nhỏ nhặt, nhưng chê y thực tế, chuyện này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hai gia tộc. Cũng bởi chuyện này mà sau này nếu Tôn gia và Tô gia tiếp xúc với nhau thì Tôn gia sẽ luôn phải vô thức cúi đầu trước Tô gia. Đương nhiên Chu Dương cố ý ủng hộ Tô gia, dù sao thì cũng là đàn em đầu tiên của mình. Khi Tô Thế Minh nhìn thấy cảnh này, ông ta phấn khích đến mức suýt chút nữa muốn nhảy dựng lên. Tô gia của bọn họ cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên rồi.
cuối cùng họ cũng có thể đè bẹp được Tôn gia. Tất cả những điều này đều nhờ đi theo Chu Dương. Đám người Tô gia rất hào hứng, sắc mặt người của Tôn gia thì lại vô cùng khó coi, còn Chu Dương hoàn toàn không quá quan tâm đến chuyện này, không lâu sau anh trở về phòng khách. Chuyện vừa rồi chỉ là một chuyện vặt vãnh, khi Chu Dương quay trở lại, Hổ gia, Tô Thế Minh và Tôn Cản Khôn cũng theo anh đi vào. Họ tổ chức một cuộc họp nhỏ như nói chuyện phiếm. Cuộc họp nhỏ này, theo một khía cạnh nào đó, đã hoàn toàn lập nên một khuôn mẫu kết cấu của thành phố Đông Hải. Sản nghiệp của Hứa gia đã bị phá hủy gần hết, bởi vì trước đây Chu Dương lợi dụng một vài mối quan hệ để phong tỏa sản nghiệp của Hứa gia. Bây giờ Hổ gia tiến vào làm chủ Hứa gia, Chu Dương đương nhiên dỡ bỏ những lệnh phong tỏa này. Hứa gia giữ lại được sản nghiệp của bọn họ ở thành phố Đông Hải, còn Tôn gia được cung cấp một số nguồn hỗ trợ khác. Cứ như vậy, kết cấu bây giờ của thành phố Đông Hải có lẽ người đứng đầu chính là Chu Dương, Hứa gia trở thành thế lực số một dưới tay Chu Dương, một gia tộc siêu lớn mạnh nắm trong tay hơn 40 tông sư võ giả. Còn Tô gia, tuy số lượng tông sư võ giả ít hơn Tôn gia hai người, nhưng địa vị lại cao hơn Tôn gia rất nhiều. Đúng vậy. Vẫn là do Tôn Càn Khôn đã đưa ra quyết định sáng suốt cuối cùng là đi theo Chu Dương. Nếu để tên nhóc Tôn Thánh Kiệt làm chủ mọi chuyện, thì e rằng bây giờ Tôn gia của bọn họ sẽ không còn nữa. Liệu rằng Tôn gia của bọn họ có thể sống sót khi đối đầu với một tổ hợp thế lực siêu lớn mạnh như vậy hay không? Giống như gia tộc Đinh gia đứng thứ 3 trong số những gia tộc hạng nhất ở thành phố Đông Hải. Dường như Đinh gia đã bị gạt bỏ hoàn toàn, lần này cũng không nhúng tay vào. Không có thay đổi gì, dù là thế mạnh về kinh tế hay thế mạnh khác, cũng không hề suy yếu một chút nào. Nhưng tương lai của gia tộc này đều có thể dễ dàng nhìn thấy trước. Tô gia, Tôn gia và Hứa gia về cơ bản đã trở thành một siêu liên minh, bởi vì bọn họ đều là đàn em của Chu Dương. Còn về Đinh gia, với tư cách là gia tộc cuối cùng còn sót lại của gia tộc hạng nhất, chắc chắn sẽ ngày càng yếu thế đi khi đối mặt với siêu liên minh này. Bởi vì nhiều ngành kinh tế trước đây của bọn họ đều trùng lập với Tô gia và Tôn gia. Bây giờ, bọn họ sẽ phải từ bỏ hoàn toàn những ngành này, có thể nói Đinh gia sẽ sớm yếu thể trở thành gia tộc hạng hai. Vài câu nói bình thường của một số người đã thay đổi số phận của vô số người, nhưng không ai thực sự quan tâm đến những chuyện này. Chu Dương nghỉ ngơi một lát, rồi trở về biệt thự của mình ở thành phố Đông Hải. Lúc này anh đã hoàn toàn bình phục. Bà Chu cũng không nhận thấy trạng thái bất thường nào chê y người anh. Đương nhiên Chu Dương sẽ không nói ra những chuyện này, anh chỉ nhìn khuôn mặt ngày một già nua của bà Chu, rồi trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc trở về Chu gia rồi. Lúc đầu Chu Dương đã nhận được một thử thách của gia tộc. Đưa cho anh 20 triệu, trong vòng 2 năm, phải kiếm được tài sản gấp 10 lần số tiền 20 triệu, thì anh có thể trở về Chu gia. Đó cũng chính là khởi đầu cho sự trỗi dậy của Chu Dương. Bây giờ thời hạn 2 năm đang đến gần. Chu Dương đã kiếm được số tiền hơn 10 lần. Con số đó đã nhiều hơn gấp 1.000 lần. Bây giờ giá trị tài sản dòng của Chu Dương có thể không nhiều đến con số 20 tỷ, nhưng khối tài sản mà anh có thể huy động, khối tài sản bí mật mà anh đang có, đã vượt qua 20 tỷ từ lâu. Vì vậy, không quá khi nói rằng anh đã nhân số tiền 20 triệu lên 1.000 lần trong 2 năm. Hơn nữa, anh còn trở thành một hoàng đế võ giả. Thành tích như vậy chắc có thể trở về Chu gia rồi chứ. Cũng có thể bắt Chu gia đưa ra một lời giải thích cho mẹ của anh. Thực ra bây giờ Chu Dương cũng đã không còn hứng thú trở lại Chu gia nữa, dù sao anh cũng không thiếu tiền. Sở dĩ anh muốn trở về Chu gia chính là muốn để Chu gia trả giá cho mẹ của anh. Vốn dĩ mẹ anh cũng là một thành viên trong gia tộc siêu mạnh khiến cả thế giới Kaiota sợ đó, nhưng lại bị đuổi ra khỏi nhà. Một mình tần tảo khổ sở nuôi Chu Dương nhiều năm như vậy. Điều này rõ ràng là không công bằng với mẹ anh, những năm này, mẹ của anh đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực. Chu gia nhất định phải đưa ra một lời giải thích cho mẹ của anh. Chương 1043 người bạn thuở nhỏ đã thay đổi. Chu Dương sẽ không bao giờ quên bản thân anh và mẹ đã sống như thế nào trong những năm qua. Trước khi nhận số tiền 20 triệu từ gia tộc, anh như một con chó đi ở rể. Mỗi ngày phải trải qua muôn vàn khó khăn để gom góp lại số tiền ít ỏi chữa bệnh cho mẹ. Còn cái gia tộc lớn mạnh Chu gia đó lại không quan tâm đến chuyện này. Lẽ nào bọn họ không có một chút trách nhiệm nào sao? Chu Dương nhớ lại thời thơ ấu của mình, khi một mình mẹ anh phải nuôi anh,
thậm chí anh không có dũng khí nói chuyện với người khác, bởi vì những đứa trẻ khác sẽ bắt nạt anh, nói rằng anh là đứa trẻ không có bố. Tuổi thơ của anh không hề vui vẻ một chút nào. Ngay lúc Chu Dương hồi tưởng lại quá khứ, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng chuông cửa. Chu Dương định thần lại, còn chưa kịp nghĩ ra rốt cuộc là ai đến thì đột nhiên có tiếng đập cửa sắt vang lên, kèm theo giọng nói thô bạo, Chu Dương, đây là nhà của Chu Dương phải không? Mau mở cửa ra. Ai mà hung hăng vậy, Chu Dương hơi kinh ngạc. Bây giờ ở thành phố Đông Hải này, còn có ai dám nói chuyện với anh như thế? Không phải Chu Dương cảm thấy bản thân mình tài giỏi, không ai có thể chống lại anh, mà là với thân phận bây giờ của anh, thì không ai có thể xúc phạm được. Hồi nhỏ bị người khác bắt nạt cũng không sao, bây giờ anh cố gắng làm việc nhiều năm, đã đạt được thành tựu và địa vị đáng nể, anh còn phải cắn răng chịu đựng như trước sao? Chu Dương nhíu mày bước ra ngoài, vừa mở cửa sắt liền nhìn thấy một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cậu là ai? Chu Dương hỏi. Người đàn ông có khuôn mặt hơi lạ hơi quen cũng sửng sốt một hồi, nhìn chằm chằm Chu Dương một lúc. Sau đó hắn nở một nụ cười khá đắc ý, ha ha, Chu Dương. Ôi đúng là thằng nhóc cậu rồi, cậu đã trưởng thành rồi, ông đây suýt chút nữa không nhận ra. Cậu là ai? Chu Dương vẫn chưa nhận ra đối phương, anh không vui nói. Tôi sao? Lưu Khánh Siêu. Sao nào, nhóc con, bây giờ tài giỏi rồi, liền không nhận ra người cùng lớn lên hồi còn nhỏ sao? Lưu Khánh Siêu hung hăng đẩy Chu Dương, cậu không phải người không có nghĩa khí như vậy chứ? Lưu Khánh Siêu, lông mày của Chu Dương hơi giãn ra, thản nhiên gật đầu, ồ, hóa ra là cậu đến đây làm gì? Chu Dương mở cửa sắt cho hắn vào, sau đó xoay người đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi. Đúng là anh có quen biết với tên Lưu Khánh Siêu này. Khi anh còn nhỏ, hắn là người luôn bắt nạt anh. Với tình hình hiện giờ của Chu Dương, anh sẽ không chấp nhận trả thù, nhưng anh vẫn không có ấn tượng tốt với loại người này. Chỉ vì xem hắn như người từng quen biết cho nên mới để hắn vào biệt thự. Nhưng Lưu Khánh Siêu hoàn toàn không nhận ra, sau khi vào biệt thự liền bắt đầu quan sát xung quanh, không ngừng thốt lên những câu kinh ngạc, chà, ngưỡng mộ thật, đúng là quá xa xỉ. Biệt thự lớn này, sân lớn này, xem ra, tin đồn bên ngoài đúng là sự thật. Tên nhóc cậu thật sự phát đạt rồi. Không ngờ hồi bé thằng nhóc cậu chỉ như một con chim nhỏ thế mà giờ lại có ngày có thể sống trong một biệt thự như vậy, chậc chậc chậc. May mắn thôi, Chu Dương không thèm để ý tới hắn, sau khi đưa hắn vào trong biệt thự, anh hỏi lại lần nữa, nói đi, cậu đến đây làm gì? Hỏi tôi đến làm gì là có ý gì? Chu Dương. Cậu như vậy là không đúng rồi, hai chúng ta lớn lên với nhau từ bé, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm thì không thể đến đây tìm cậu chơi đùa một chút ư. Cậu nhìn bộ dạng này của cậu đi, từ khi tôi bước vào cậu liền hỏi tôi đến đây làm gì mấy lần rồi đó. Sao nào, muốn đuổi tôi ư, phát đạt rồi thì thật sự không nhận người quen nữa à? Lưu Khánh Siêu tỏ vẻ không vui nói với Chu Dương. Chu Dương cũng không nói nên lời khi đối diện với tình huống này. Lớn lên với nhau từ bé. Đúng là chúng ta cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ quả thật có chơi cùng nhau. Nhưng tôi và cậu không phải là bạn bè gì, từ trước đến giờ đều không phải là người cùng đi một con đường. Không nhận người quen thì đã sao? Ông đây không muốn nhận quen biết với cậu đấy. Chu Dương không nói ra những lời này, bởi vì cho tới bây giờ, tên Lưu Khánh Siêu này vẫn chưa từng thực sự chọc giận đến anh, chỉ là anh không có ấn tượng tốt với Lưu Khánh Siêu mà thôi. Chưa đến mức vừa để cho người vào trong liền đuổi đi ngay. Lúc này bà Chu cũng đẩy xe lăn đi ra, ôi, đây không phải là Khánh Siêu sao? Sao cháu lại đến đây? Bà Chu ở trong phòng ngủ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, cũng biết được thân phận của người đến. Lưu Khánh Siêu ngẩng đầu lên nhìn thấy bà Chu thì sững sờ một lúc, quá phụ Chu, cô Chu đó sao, cô, sao cô lại bị liệt rồi? Lưu Khánh Siêu chưa bao giờ gọi bà Chu là cô. Khi Chu Dương còn nhỏ, bọn họ đều gọi bà ấy là quá phụ Chu. Lần này gọi là cô Chu thì cảm thấy hơi khó khăn. Cả Chu Dương và bà Chu đều nghe thấy sự thiếu tôn trọng trong giọng điệu của Lưu Khánh Siêu. Sắc mặt của bà Chu hơi thay đổi, miễn cưỡng trả lời qua loa, ha ha, do sức khỏe không tốt thôi, 2 năm trước cô mắc phải vài căn bệnh. Lúc này, trên mặt của Chu Dương đã nổi gân xanh. Nếu tên Lưu Khánh Siêu này đến đây làm khách, mặc dù anh không quá hoan nghênh, nhưng cũng không đến nỗi phải đuổi thẳng người đi. Nhưng nếu thằng nhóc này dùng thái độ như vậy để nói chuyện,
vậy thì Chu Dương sẽ không khách sáo nữa. Này, cậu đến đây làm gì? Nếu không có chuyện gì, thì bây giờ cút ngay đi cho tôi, Chu Dương không chút nể nang nói thẳng. Bà Chu cũng không bênh vực Lưu Khánh Siêu, mà chỉ thản nhiên ngồi ở bên cạnh. Lưu Khánh Siêu sửng sốt, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, này, sao cậu phải hung dữ như vậy chứ? Cậu tài giỏi rồi nên xem thường người khác có phải không? Được thôi, Chu Dương, tôi đã nhận ra cậu là loại người gì rồi. Tôi sẽ nói cho cậu biết hôm nay tôi đến đây là để làm gì, mấy anh em ở quê và tôi dự định hợp tác làm ăn, bây giờ trong tay vẫn thiếu chút vốn. Nghe nói cậu phát đạt rồi, hình như trên người có giá trị tận mấy chục tỷ, nên tôi đến đây tìm cậu để lấy chút tiền chắc không quá đáng chứ. Lưu Khánh Siêu nằm dài trên ghế sofa, dùng thái độ như một đại ca nói với Chu Dương, đưa tôi 100 triệu, tôi sẽ quay đầu rời đi, cứ như tôi muốn đến sống ở nhà cậu không bằng, sống trong biệt thự đúng quá tuyệt vời. Cậu đưa tôi 100 triệu, trở về tôi cũng phải mua một căn. Chu Dương sững sờ nhìn hắn. Chu Dương cho rằng bản thân mình cũng coi như từng nhìn thấy vô số chuyện, bởi vì anh đã lăn lộn khắp nơi cũng nhiều năm. Có loại người nào mà anh chưa từng gặp, có sóng to gió lớn nào mà anh chưa va chạm. Thậm chí anh còn chứng kiến sự suy tàn của một gia tộc khổng lồ như Hứa gia, có bao nhiêu người tham gia vào chuyện này. Chu Dương không dám nói bản thân mình đã trải qua tất cả những chuyện trên thế giới, nhưng ít nhiều thì anh có thể nhìn thấu bản chất của một vài người nào đó. Nhưng Chu Dương chưa bao giờ phát hiện ra cái tên Lưu Khánh Siêu cùng anh lớn lên hồi nhỏ lại là người không biết xấu hổ đến như vậy. Mức độ không biết xấu hổ này thực sự vượt xa sức tưởng tượng của anh. Những lời mà hắn vừa thốt ra là lời nói của một con người sao? Là câu nói của một người muốn xin người ta giúp đỡ ư? Nói cách khác, một con người bình thường có thể nói ra những điều này sao? Chương 1044, biến đổi. Chương 1045, gọi người. Ai nói với cậu là tôi sợ chứ? Chu Dương lại tát thêm một cái. Ông đây bảo cậu dừng lại, chỉ vì cảm thấy vừa nãy đánh cậu quá nhẹ, hiểu chưa? Cậu cho rằng nơi này muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Trước khi ông đây chưa đồng ý, cậu chỉ có thể bị đánh, không có lựa chọn nào khác. Sau khi nói xong, Chu Dương nhấc chân đá hắn vào tường. Sức mạnh của cú đá này rất mạnh, dùng khoảng 1% sức mạnh của Chu Dương, Lưu Khánh Siêu bay ra ngoài, đập mạnh vào tường và nôn ra máu. Sau khi hắn bỏ dậy khỏi mặt đất, sắc mặt không dám tin nhìn Chu Dương, cậu muốn thế nào? Tôi đã bỏ đi rồi, sao cậu lại đánh tôi? Đánh cậu cần lý do sao? Chu Dương chế nhạo, nhìn khuôn mặt xấu xí và giơ tay tát thêm một cái. Anh nhớ ra, Lưu Khánh Siêu và những người bạn của hắn lúc nhỏ cũng ức hiếp anh như vậy. Bọn họ thường xuyên trêu đùa anh, nói mẹ của anh là góa phụ, sau khi anh thật sự tức giận thì bọn họ vây quanh anh với sắc mặt u ám và đánh anh một trận tàn nhẫn. Sau khi anh khóc sướt mướt thì bọn họ lại cười đùa và tản ra. Cười rất ngây thơ cái con khỉ á. Lúc Chu Dương nghĩ đến nụ cười của bọn họ, cảm thấy trong lòng trào dâng một nỗi uất ức. Một mình Chu Dương đứng chỗ cũ với nước mắt và máu chảy đầm đìa, dùng ánh mắt thù hận nhìn mấy người bạn cùng trang lứa trước mặt. Gương mặt của bọn chúng lại nở nụ cười nham hiểm, giống như ác quỷ đến từ địa ngục, vừa cười vừa ném đá vào Chu Dương. Lúc Chu Dương đi ngang qua từng người, các hướng khác cũng ném đá qua, kèm theo một trận chửi rủa. Thì ra là cảm giác này. Ban đầu Chu Dương đã quên hết những chuyện này, vì thế lực của anh quá lớn, không thể nhớ những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng sự khiêu khích của Lưu Khánh Siêu lần này khiến anh nhớ lại tất cả. Nếu nói là thù dai thì thật ra Chu Dương không quá để ý, nhưng anh cảm thấy vẫn nên dạy dỗ đám người xấu tính này. Chu Dương chế giễu nâng cằm Lưu Khánh Siêu, nhìn thẳng vào hắn và nói, nào, nói xem cảm nhận bây giờ của cậu thế nào. Thoải mái không? Thoải mái cái con khỉ, cuối cùng Lưu Khánh Siêu cũng không nhẫn nhịn được, lúc trước Chu Dương bị hắn tùy ý ức hiếp giẫm đạp dưới chân, bây giờ lại lần lượt khiêu khích hắn. Điều này khiến hắn thật sự không thể chấp nhận. Bất kể ra sao, cũng cần phải phản kháng. Hắn đột ngột đứng đậy, xông thẳng vào Chu Dương. Nhưng hắn chưa tiếp cận Chu Dương đã bị anh đánh bay. Đùa gì vậy, bây giờ Chu Dương là hoàng đế võ giả. Không ai có thể tùy ý tiếp cận hoàng đế võ giả. Lưu Khánh Siêu là cái thá gì? Nếu không phải Chu Dương cố ý kiềm chế sức mạnh thì tên này sớm đã bị đánh chết. Tát xong một cái,
Chu Dương đi thẳng đến dẫm vào đầu của hắn, lạnh lùng nói, thế nào? Còn muốn đánh tôi nữa không? Đến đây, đánh tôi đi. Anh đứng dậy đánh tôi đi. Giọng nói của Chu Dương ngập tràn sự khiêu khích. Còn Lưu Khánh Siêu bị dẫm đầu xuống đất, căn bản không cử động được. Cảm giác này khiến hắn sụp đổ, đây là ức hiếp người quá đáng. Cậu có giỏi thì để tôi đứng lên, Lưu Khánh Siêu chật vật giống lên. Ha ha, đừng nói tôi có dũng khí hay không, ông đây không muốn cho cậu đứng dậy, cậu có thể làm gì được chứ? Chu Dương không nói nên lời, anh cảm thấy tư duy của tên Lưu Khánh Siêu này giống như một đứa trẻ. Giống như biểu cảm của thằng nhóc lúc đánh nhau. Chu Dương lại đá vào bụng hắn một cách tàn nhẫn, sau cú đá này, Lưu Khánh Siêu ôm bụng quằn quại đau đớn, cơ thể cuộn tròn như một con tôm. Đến đây, bây giờ tôi tha cho cậu, đứng lên đánh tôi đi. Chu Dương, tôi chưa xong với cậu đâu, Lưu Khánh Siêu gầm gừ trong đau đớn. Chưa xong, vậy rốt của cậu muốn thế nào? Chu Dương nghĩ ngợi một lúc, dùng chân hất cánh tay đang ôm bụng của hắn. Sau đó giẫm mạnh xuống đất, tiếng gãy xương chợt vang lên. Lưu Khánh Siêu lại hét lên thảm thiết như một con lợn sắp chết. Ồn ào, Chu Dương lạnh lùng nói, còn dám kêu hả, có tin tôi giẫm đứt cánh tay còn lại của cậu không? Câu nói này khiến Lưu Khánh Siêu câm như hến, không dám hé răng nửa lời, chỉ dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Chu Dương. Nhìn gì mà nhìn, phục chưa, Chu Dương hỏi. Lưu Khánh Siêu gật đầu lia lịa, trên trán chảy mồ hôi lạnh. Chu Dương quá đáng sợ. Khí thế đáng sợ và thủ đoạn tàn nhẫn tựa như hành vi của một vị bạo chúa, đây thật sự là Chu Dương năm đó bị hắn tùy ý ức hiếp sao? Không, bất kể Chu Dương có phải là Chu Dương trước đây hay không đều không quan trọng, vì Lưu Khánh Siêu nhận ra, nếu bây giờ hắn không chạy, sợ rằng sẽ ở lại đây mãi mãi. Bây giờ nhìn ánh mắt lạnh lùng của Chu Dương, hắn đột nhiên có cảm giác nếu Chu Dương muốn thì có thể dễ dàng giết chết hắn. Cho nên, bất kể Chu Dương trở nên bộ dạng này hay là đổi thành một người khác, chuyện quan trọng nhất là phải chạy thật nhanh. Tiếp theo bất kể Chu Dương nói gì hắn đều gật đầu, chịu đựng vết thương dày đặc trên người và nỗi đau do gãy tay gây ra, hắn bỏ dậy dập đầu trước mặt Chu Dương. Tôi phục, đại ca Chu Dương, cậu tha cho tôi một lần, tôi thật sự sai rồi, tôi không nên hung hăng như vậy, Lưu Khánh Siêu hết sức lo sợ nói, lúc nhỏ là tôi không đúng, tôi không nên ức hiếp cậu. Cũng không nên cảm thấy bây giờ cậu vẫn dễ ức hiếp, tôi sai rồi, cậu cứ coi tôi là không khí đi. Lưu Khánh Siêu nói xong liền òa khóc, con người có lúc rất kỳ lạ, lúc bạn gặp phải chuyện gì hoảng sợ hoặc oan trái, nếu như không nói ra mà chỉ nghĩ trong lòng, có lẽ sẽ không khóc. Nhưng chỉ cần nói ra, sẽ mất kiểm soát cảm xúc, rất có khả năng sẽ khóc thành tiếng. Lưu Khánh Siêu chính là như vậy, trong lòng nghĩ đến Chu Dương đáng sợ, bây giờ nói ra liền òa khóc nức nở. Nhìn thấy một người trưởng thành quỳ trước mặt mình khóc lóc thảm thiết, Chu Dương cảm thấy buồn nôn. Người anh em, rốt cuộc cậu đang khóc gì đấy, chơi không lại sao? Nếu không muốn khóc thì lúc đầu đừng ngông cuồng như vậy chứ. Vì cậu đã làm chuyện sai trái nên phải trả giá, khóc lóc có thể trả giá cho chuyện này sao? Trong lòng rất khinh thường hành vi này, nhưng Chu Dương cũng lười so đo với hắn, sau đó anh thả hắn đi. Không thì có thể làm gì? Suy cho cùng anh vẫn không thể giết chết hắn. Chương 1046, người quen đánh tới cửa. Nói thẳng ra, Chu Dương không quá so đo tính toán những chuyện lúc nhỏ, chỉ là anh cảm thấy chán ghét kiểu người như Lưu Khánh Siêu. Vừa hay đối phương lại tự tìm đến tận cửa, vì thế Chu Dương mới không nhẫn nhịn được mà dạy dỗ hắn một trận. Lần dạy dỗ này khiến đối phương đau khổ khóc ra nước mắt, điều này làm Chu Dương mất hứng, sau đó đuổi hắn ra ngoài. Vốn dĩ cho rằng chỉ cần đuổi tên này đi thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, anh nghĩ rằng Lưu Khánh Siêu sẽ không dám tìm đến tận cửa lần nữa. Anh trở vào nhà nói bâng quơ vài câu với bà Chu cũng không hề trách cứ gì về việc Chu Dương đã không khách sáo với Lưu Khánh Siêu. Trong lòng bà Chu hiểu rõ, bởi vì khi đó bà còn trẻ, chưa có bản lĩnh nên Chu Dương mới phải chịu khổ sở như vậy. Bây giờ Chu Dương đã có bản lĩnh lớn. Anh không khách khí với những người mà bản thân từng ghét cũng không có gì quá đáng. Hai mẹ con ngồi phòng nói chuyện phiếm, khoảng nửa tiếng sau tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Hơn nữa âm thanh lần này còn ngang ngược hơn lần Lưu Khánh Siêu đến. Chu Dương hơi sững sờ, trong lòng nghĩ tên này thật to gan, lại thật sự cho rằng anh không hề tức giận sao. Anh vừa đứng dậy, ngoài cửa vang lên tiếng quát tháo thô lỗ, Chu Dương,
Chu Dương mày cút ra đây cho tao. Đừng có ở trong đấy giả chết nữa. Bước chân của Chu Dương khựng lại, giọng nói này không phải là Lưu Khánh Siêu. Ngoài hắn ra còn ai nữa? Hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo, anh vừa giải quyết xong Hứa Gia, theo lý mà nói cũng coi như đã đứng vị trí cao nhất ở Đông Hải, sao giờ lại có nhiều người đến gây sự như vậy chứ? Anh chậm rãi bước ra cổng, sau đó mở cánh cửa sắt điện tử ra. Hay cho tên này, lần này tới đây không chỉ có một người mà còn có tận 4-5 người, ai nấy đều cởi trần, trên tay cầm các loại vũ khí và miệng phì phèo điếu thuốc, gương mặt ngang ngược nhìn Chu Dương. Ồ, mày là Chu Dương sao? Nhìn không ra đấy, thay đổi cũng nhiều thật, một người đàn ông dùng gậy bóng chảy gõ vào vai của Chu Dương, nói một cách chế nhạo. Chu Dương nhìn vai mình, không hề né tránh, để mặc cho tên kia gõ hai cái, sau đó ngước lên nhìn bốn người kia. Đúng thế, tôi thay đổi cũng khá nhiều, các anh đến đây làm gì? Hả, làm gì? Người đàn ông dẫn đầu kia hỏi ngược lại một câu, sau đó nói với những người ở đằng sau, hắn hỏi chúng ta đến đây làm gì kìa? Ha ha, thật là một tên ngớ ngẩn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lẽ nào như thế này còn không nhìn ra sao? Bọn tao đến đánh chết thằng nhãi mày đấy. Người ở phía sau bật cười rộ lên. Chu Dương không nói lời nào, có gì đáng cười sao? Những người này cười chỗ nào chứ? Nhưng anh nhanh chóng nhớ lại, hình như những người này từ nhỏ đã như thế. Tùy tiện chọc phá người khác, ném đá vào người già qua đường cũng có thể khiến cho đám người này cười lớn suốt nửa ngày. Xem ra anh và đám người này thật sự không cùng một loại sinh vật. Mặc dù Chu Dương không thể nhớ được hết tên họ cụ thể của từng người nhưng vẫn có một cảm giác những người này đều là đám người đã cùng Lưu Khánh Siêu bắt nạt anh khi anh còn nhỏ. Tên đứng đầu này tên là Lưu Khánh Sĩ. Lúc nhỏ, tên này cũng được xem là tên cầm đầu của đám lưu manh này. Bây giờ xem ra nhiều năm như vậy bọn họ vẫn là anh em tốt giống như trước đây, có lẽ bản thân bọn chúng cũng rất cảm động về tình nghĩa của mình. Sau khi Lưu Khánh Sĩ cười hớn hở, lại quay đầu nhìn Chu Dương, khóe miệng thoáng qua sự hung ác, được rồi, không phải mày muốn biết hôm nay chúng tao đến đây làm gì sao? Vậy ông đây sẽ nói cho mày biết, hôm nay tao đến đây để đánh mày. Dứt lời, Lưu Khánh Sĩ vùng gậy bóng chày trong tay đánh vào đầu của Chu Dương. Ra tay rất mạnh, nếu Chu Dương là một người bình thường, thì cú đánh này cho dù không chết cũng trở thành tàn phế, thậm chí bị xuất huyết não trở thành người thực vật cũng là chuyện rất bình thường, e rằng nhẹ nhất cũng bị chấn động não. Rốt cuộc có thù hận gì chứ? Chu Dương thầm thở dài một tiếng, khẽ nghiêng đầu tránh cây gậy sau đó nói, hóa ra là như vậy. Nhưng tôi thật sự không có hứng. Sau khi đánh Lưu Khánh Siêu bầm dập, Chu Dương đã hoàn toàn mất hứng với đám lưu manh này. Không ngờ rằng đối phương lại còn tìm đến cửa lần nữa. Đây thật sự là không muốn để anh yên ổn. Không có hứng, danh con, mày nghĩ mày lợi hại lắm sao? Lại còn dám nói với tao lời như thế. Đừng nói với tao những lời kiêu ngạo vô dụng, tao nói cho mày biết, mày đánh Lưu Khánh Siêu thì phải đền tiền. Hôm nay không có 200 triệu thì đừng nghĩ đến chuyện các anh em bọn tao rời đi. Lưu Khánh Sĩ cảm thấy khá kinh ngạc khi nhìn thấy sắc mặt của Chu Dương không hề biến sắc khi tránh cây gậy của mình. Hắn ta dừng công kích, bắt đầu đòi tiền bồi thường. Nói thẳng ra nhiệm vụ chủ yếu của bọn chúng vẫn là đòi tiền, còn về ức hiếp Chu Dương chỉ là tiện tay mà thôi, dù sao trước kia bọn chúng cũng đều làm như vậy. Lại là 200 triệu, Chu Dương lắc đầu, Lưu Khánh Siêu không khuyên các anh đừng đến sao. Bớt nói nhảm đi, mau đưa tiền ra đây. Tao nói cho mày biết Chu Dương à, đừng cho rằng bây giờ bản thân có chút tiền rồi thì không coi anh em bọn tao ra gì. Có phải mày đã quên mất dáng vẻ lúc nhỏ bị bọn tao đánh đập tàn nhẫn rồi hay không? Nếu như hôm nay mày không giao tiền ra, tao cũng không ngại cho mày hồi tưởng lại một lần nữa. Cho dù mày có nhiều tiền đến đâu cũng không cần giả vờ làm đại ma đầu trước mặt mấy anh em bọn tao đâu. Trong mắt bọn tao, mày mãi mãi chỉ là thằng bị ăn đòn mà thôi. Lưu Khánh Sĩ ngạo mạn nói. Bởi vì hắn thực sự nghĩ như vậy. Trước đó khi nghe thấy Lưu Khánh Siêu bị Chu Dương đánh, hắn còn cười nhạo Lưu Khánh Siêu một trận. Trong mắt hắn, Chu Dương chẳng qua chỉ là một kẻ bị đánh đòn. Chỉ cần vài người cùng xông lên, tên danh đần độn này sẽ hoàn toàn choáng váng, chỉ biết nắm chặt tay thành nắm đấm nghiến răng nghiến lợi, ngay cả phản kháng như thế nào cũng không biết. Dáng vẻ đó thật sự rất nực cười.
Bây giờ nhìn thấy Chu Dương dường như đã khác so với trước kia, nhưng hắn cũng không quá để tâm, vẫn giữ dáng vẻ vô cùng ngang ngược. Chu Dương thở dài, sau đó bước lên trước một bước, đến trước mặt Lưu Khánh Sĩ. Tôi là thằng đáng bị ăn đòn đúng không? Vậy anh đánh tôi đi. Hử, mày cho rằng, Lưu Khánh Sĩ chưa nói xong đã bị tát một cái bay ra ngoài. Cái tát này Chu Dương mới chỉ dùng 2% sức mạnh. Cơ thể Lưu Khánh Sĩ sau khi lộn vài vòng trên không trung mới nặng nề ngã xuống đất. Anh muốn nói gì, tiếp tục nói đi chứ, sau khi tát xong Chu Dương mới chậm rãi hỏi. Chương 1047, kẻ đứng sau. Chu Dương mất kiên nhẫn, ra tay thật mạnh. 2% sức lực này hoàn toàn không phải là loại sức mạnh mà người bình thường có thể chịu đựng được. Lưu Khánh Sĩ bị tát một cái, đầu óc đau nhức, bò dậy ngây người nhìn xung quanh, hoàn toàn không nhận thức được vừa xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy nửa khuôn mặt của mình sắp mất đi cảm giác. Đây là chuyện gì chứ? Hắn ôm mặt, ngẩng đầu nhìn đồng bọn của mình. Nét mặt của đồng bọn kinh hãi nhìn hắn sau đó lại nhìn Chu Dương. Chuyện đánh nhau đối với những kẻ côn đồ không có học vấn, không có tư tưởng tiến bộ như bọn chúng là chuyện thường xuyên xảy ra. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy cảnh tượng này. Khoảnh khắc trước Chu Dương vẫn còn biểu cảm vô hại như thế, vừa tùy ý ra tay lại khiến cho Lưu Khánh Sĩ bay lên không trung xoay vài vòng như vậy. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Phải biết rằng mức độ này không còn là quy mô của sức mạnh nữa. Sức mạnh có lớn thế nào cũng chỉ có thể tát vào mặt người khác mà thôi, làm sao có thể khiến người ta bay lên không trung như thế. Tất cả mọi người có biểu cảm kinh hãi, còn Chu Dương vẫn là dáng vẻ bình tĩnh chậm rãi đi tới chỗ Lưu Khánh Sĩ. Đến đi, tiếp tục nói đi chứ. Không phải anh nói tôi là tên bị đánh đòn sao? Ra tay đi, Chu Dương hờ hững nói. Lưu Khánh Sĩ lúc này mới phản ứng lại, vừa nãy hắn đã bị đánh. Trong mắt hắn cũng thoáng qua sự kinh hãi. Nhưng cũng giống như Lưu Khánh Siêu, chỉ một cái tát nên hắn ta vẫn chưa thể nhận ra được Chu Dương rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Trong mắt hắn, dáng vẻ yếu ớt lúc nhỏ của Chu Dương vẫn còn in sâu, nhất thời không thể nào gạt bỏ được. Vì vậy vẻ mặt của hắn ra lộ ra sự tức giận. Được lắm Chu Dương, mày có bản lĩnh đấy, lại còn dám ra tay với tao. Hôm nay ông đây không đánh chết mày thì tao sẽ theo họ của mày. Nói xong Lưu Khánh Sĩ bỏ dậy, lao về phía Chu Dương. Nhưng hắn vừa đứng dậy lại bị Chu Dương dùng một chân đạp xuống đất, sau đó giẫm lên đầu hắn. Đứng lên đi, giọng nói đùa cợt của Chu Dương vang lên. Mày có giỏi thì để tao đứng dậy. Lưu Khánh Sĩ giãy giụa la hét. Chu Dương lại không nói gì. Anh dường như đã hiểu ra tại sao lúc nhỏ bản thân lại không thể chơi được với đám người này. Chu Dương thực sự cảm thấy cách phản ứng của bọn chúng khá ngu xuẩn. Bây giờ hai chúng ta là đối thủ đấy đại ca à? Anh nói muốn đánh chết tôi đó. Vì vậy bây giờ tôi giẫm anh ở dưới chân tôi lẽ nào không phải là chuyện bình thường sao? Tại sao lại đưa ra yêu cầu bắt tôi để cho anh đứng dậy chứ? Anh cảm thấy tôi sẽ đồng ý à? Nếu Chu Dương bị người khác ức hiếp, anh sẽ siết chặt tay thành nắm đấm, nhớ kỹ điểm yếu của mình sau đó chuẩn bị cơ hội tạo ra thay đổi. Vì vậy anh với kiểu người như Lưu Khánh Sĩ hoàn toàn không phải cùng một loại sinh vật, đây cũng là nguyên nhân anh và bọn chúng không chơi được với nhau. Lưu Khánh Siêu có thể chơi được với bọn chúng, bởi vì trước đó khi Chu Dương giẫm hắn ở dưới chân, phản ứng của tên đó cũng giống y hệt với Lưu Khánh Sĩ lúc này, quả nhiên là cá mè một lứa. Chu Dương lắc đầu, không được. Anh đá vào bụng Lưu Khánh Sĩ, bởi vì bây giờ anh đã hiểu cách thức đơn giản để đối phó với loại người này là đánh cho đến khi hắn ta chịu thua thì thôi. Sức lực của cú đá này không nhỏ, Lưu Khánh Sĩ đau đớn co quắp lại. Thấy biểu cảm lãnh đạm của Chu Dương, cuối cùng hắn cũng nhận thức được sức mạnh to lớn của anh. Chu Dương này đã không còn là Chu Dương để hắn ta thỏa sức bắt nạt khi còn nhỏ nữa. Bây giờ cảnh ngộ của hắn ta và Lưu Khánh Siêu không giống nhau, mặc dù hắn ta bị đánh rất thảm nhưng hắn vẫn còn có đồng bọn. Vì vậy hắn ta liều mạng hét lên một tiếng, mau giúp tôi. Đánh chết tên này. Chu Dương sững sờ, tên này cũng có chút khí phách đấy. Thực tế nếu Lưu Khánh Sĩ không đem theo đồng bọn, thì có lẽ lúc này hắn đã quỳ xuống rồi. Bởi vì có đồng bọn nên vẫn cảm thấy bản thân còn quân bài chưa dùng tới, vì vậy mặc dù hắn ta nhận thức được sự thay đổi của Chu Dương nhưng lại không cho rằng mình không phải đối thủ của anh.
Mấy tên đồng bọn nghe xong lập tức phản ứng lại, cầm các loại vũ khí xông tới. Đương nhiên không cần phải hồi hộp phỏng đoán, bọn chúng cũng bị đánh rất thê thảm. Bốn người kia nhanh chóng nằm rạp xuống đất, Lưu Khánh Sĩ lúc này mới thở hắt ra một hơi, miễn cưỡng bỏ dậy. Có tên đồng bọn bò đến trước mặt hắn nói, không, không được đại ca à, tên này rõ ràng từng luyện võ, chúng ta không phải đối thủ đâu. Vẻ mặt Lưu Khánh Sĩ u ám, chuyện đã tiến triển đến mức độ này rồi đương nhiên hắn biết bọn chúng không phải đối thủ của Chu Dương. Nhưng hắn không hề bỏ cuộc, nhìn chằm chằm Chu Dương nói, danh con, mày chờ đấy, mày có dám để tao gọi cuộc điện thoại không? Mày tưởng học được vài chiêu thì có thể thích làm gì thì làm sao? Tao nói cho mày biết, mấy anh em bọn tao cũng quen biết đại ca trong thành phố này đấy. Đám Lưu Khánh Sĩ sống ở ngoại ô, bình thường ít khi vào trong thành phố. Ở quê, mấy người bọn chúng hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc. Nhưng điều khiến bọn chúng tự hào là băng nhóm của chúng là nhóm côn đồ duy nhất trong thôn quen biết với đại ca trong thành phố. Có đại ca trong thành phố là một chuyện rất nở mày nở mặt. Khi ở dưới quê, Lưu Khánh Siêu và Lưu Khánh Sĩ dường như phóng đại tên đại ca trong thành phố đó thành thần thánh. Cái gì mà trong thành phố Đông Hải có hàng ngàn anh em, dường như cả thành phố đều do đại ca của bọn chúng cai quản. Đại ca của chúng đơn phương độc mã đánh lại hơn 100 người. Phóng đại quá nhiều, đến bản thân bọn chúng cũng đã tin trong thành phố Đông Hải này không có chuyện gì mà đại ca của chúng không làm được. Trước kia chỉ mời đại ca ăn cơm, nhưng bây giờ thật sự gặp chuyện phiền phức, nên lập tức nhớ ngay đến đại ca. Chu Dương, mày cũng lăn lộn ở thành phố Đông Hải nên chắc cũng đã nghe đến tên của đại ca tao, bây giờ cả thành phố Đông Hải này đều do đại ca của tao định đoạt. Lưu Khánh Sĩ hung hăng nói, mày chờ tao gọi một cuộc điện thoại, mày chết chắc rồi. Nghe Lưu Khánh Sĩ nói sống động như thật thậm chí còn có sức mạnh thần thánh như thế, Chu Dương cảm thấy kỳ lạ, Đông Hải có nhân vật như vậy sao? Cho dù là hổ ra cũng không dám mạnh miệng nói những lời này. Nếu Đông Hải có người dám nói ra những lời như thế, còn khiến người khác hết mực tôn sùng, thì Chu Dương chỉ có thể nghĩ tới bản thân anh mà thôi. Nhưng anh từ khi nào anh lại trở thành bệ đỡ cho bọn Lưu Khánh Sĩ? Chu Dương khẽ cười, khá hứng thú nói, vậy anh gọi đi. Chương 1048, đủ không? Những người bạn cũ đứng trước mặt, đúng là không hề thay đổi chút nào. Từ hành vi cử chỉ lẫn thói quen nói chuyện, kể cả chuyện đánh không lại liền mặt dày gọi người khác tới như vậy. Nhưng ngược lại, Chu Dương không hề bất mãn với việc này. Ở cái thời đại người ta bằng lòng làm mọi thứ để giàu có, tôn thờ đồng tiền, thì một tên nhà giàu, một kẻ mồm mép, quen biết đàn anh nào sẵn sàng lộ diện vì mình, thì cũng coi đó là một phần thực lực của bản thân. Huống chi, Chu Dương đã sớm dò hỏi được thói quen những người này. Nếu không để bọn họ gọi người tới, bọn họ sẽ không cam lòng, coi như lần này đuổi đi bọn họ sẽ còn kéo nhau quay lại. Đã vậy, chỉ bằng giải quyết một thể, Chu Dương cũng tò mò, đàn anh quen với cấp trên mà bọn họ biết kia, rốt cuộc là người như nào. Được, Chu Dương, để tao gọi điện thoại là đúng, mày sẽ không hối hận đâu, khóe miệng Lưu Khánh Sĩ nở một nụ cười dữ tợn, móc chiếc điện thoại hàng nhái của mình ra bấm số. Alo, Uy ca, anh có rảnh không? Em đang gặp chút vấn đề ở Đông Hải. Lưu Khánh Sĩ nói vỏn vẹn vài câu đã tắt điện thoại. Xem ra tên đàn anh kia đúng là có thể dựa dẫm được, nhanh chóng đồng ý tới giúp hắn. Uy ca, trong đầu Chu Dương thầm ngẫm nghĩ, có vẻ anh không nhận ra đó là ai. Rốt cuộc là ai chứ? Dám khẳng định là người định đoạt cả Đông Hải. Cứ vậy, Chu Dương không đáp, còn người bên Lưu Khánh Sĩ đứng giễu cợt, thời gian chầm chầm trôi qua. Bọn Lưu Khánh Sĩ thấy Chu Dương không nói gì, tưởng anh đang sợ hãi nên mỉa mai ngày càng hăng say. Khoảng một tiếng sau, người bọn họ gọi là Uy ca xuất hiện. Uy ca mang theo hai đàn em sau lưng, từ lúc còn cách rất xa đã lớn giọng hô to, Khánh Sĩ, có chuyện gì? Ai làm khó cậu, cậu không nói rõ tên cho tôi là sao? Lúc Uy ca nghe được chính xác vị trí biệt thự Lưu Khánh Sĩ nói, trong lòng lại dấy lên vài phần kinh sợ. Khu biệt thự đó, ở trong có rồng núp hổ nằm, không chừng còn có nhân vật tầm cỡ nào đó. Nhưng Lưu Khánh Sĩ đảm bảo với hắn, Chu Dương không hề có bối cảnh gì, chỉ là kẻ vặt vãnh. Hơn nữa, hắn cũng được đảm bảo rằng chỉ cần đánh Chu Dương là sẽ được 5 triệu. 5 triệu, Uy ca đồng ý ngay, vội dẫn hai đàn em chạy tới. Khu biệt thự có nhân vật lớn là không sai,
nhưng cũng có nhiều người giàu có bình thường mà. Kiểu xuất thân tầm thường, nhưng đột nhiên gặp thời, nhiều người nắm lấy cơ hội trở thành kẻ giàu có. Ngược lại, chỉ có một số ít những ông lớn thật sự. Giống những người giàu có kia, thực ra lại hèn nhát, nên điều cấm kỵ nhất là đắc tội với người thế giới ngầm như bọn hắn. Nên theo bản năng, Uy Ca cũng coi Chu Dương là loại người này. Nếu không phải chỉ là tên nhà giàu tầm thường, thì sao dám trêu chọc loại rác rưởi như Lưu Khánh Sĩ chứ? Uy Ca đến nơi, nhanh chóng đưa đàn em lộ diện, khuôn mặt lưu manh, vì dựa theo kinh nghiệm, hắn biết những kẻ giàu có kiểu này, kiêng kỵ nhất là tiếp xúc với người như hắn. Tao lại muốn xem đó là ai, lại không coi tao ra gì, dám đánh cả đàn em của tao, Uy Ca chân bước hai hàng, mười phần phách lối tiến lại gần. Thấy Uy Ca, trong nháy mắt bọn Lưu Khánh Sĩ đều hưng phấn hẳn lên, như thể vết thương do Chu Dương đánh đã đỡ đi nhiều, nhao nhao chạy lại, anh Uy, anh đoán xem. Chính là tên danh này quá kiêu ngạo, chúng em đã nói tên anh, nhưng hắn vẫn không coi ra gì. Hả, Uy Ca nhìn hướng Lưu Khánh Sĩ chỉ, lúc thấy Chu Dương thì hơi chăm chú. Sao lại là người trẻ như vậy? Nếu là những kẻ giàu có tầm thường nắm bắt cơ hội các ngành công nghiệp phát triển trở lại cách đây chục năm trước, thì đó phải là những trung niên hơn 40, thậm chí 5, 60 tuổi mới đúng. Người thanh niên này khoảng hơn 20 tuổi, nếu tự dựa thực lực để đánh mấy tên giàu có, chắc hẳn không phải người đơn giản. Hoặc, đó là con một nhà giàu. Chắc là con nhà giàu thôi, Uy Ca dần bình tĩnh lại, nhìn Chu Dương, thằng danh, mày đánh đàn em của tao. Mày biết tao là ai không? Chu Dương lắc đầu. Đúng là anh không biết, anh chưa từng nghe đến cái tên Uy Ca, nên giờ nhìn hắn, anh cũng không nhận ra là ai. Thấy Chu Dương lắc đầu, Uy Ca không giận mà còn thấy hài lòng. Không biết hắn là đúng rồi. Uy Ca tên là Thường Uy, là côn đồ lăn lộn trong Đông Hải, cũng được coi là có danh tiếng. Hắn theo hầu tử vào đây, mà hầu tử là đàn em chạy việc vặt trong khách sạn Huy Hoàng. Nên đừng xem thường hầu tử. Vì khách sạn Huy Hoàng là đại diện cho thế lực ngầm mạnh nhất ở Đông Hải. Cho nên, côn đồ ở đây, ai cũng được mọi người dè chừng. Một vài người nhà giàu từng gặp gỡ thế giới ngầm, đều nghe đến cái tên Thường Uy. Họ tiếp xúc thế giới ngầm làm gì? Là để lúc đến gần khách sạn Huy Hoàng, sẽ cần Thường Uy làm bàn đạp. Nếu Chu Dương chưa từng nghe tới tên hắn ta, tức là anh chỉ là con nhà giàu bình thường, thậm chí còn chẳng gặp gỡ gì thế giới ngầm. Người như vậy, rất dễ lừa bịp. Thường Uy rất thích lừa gạt những con nhà giàu như thế. Hừ, đến tao mà mày cũng không nhận ra. Tên danh này hiểu biết thật nông cạn, Thường Uy phách lối nói, nhưng không sao, tao có thể tha thứ cho vốn kiến thức ít ỏi của mày. Song giờ mày đánh đàn em của tao, có phải nên cho tao lời giải thích không? Thường Uy nói, bây giờ, mày quỳ xuống dập đầu trước mặt tao hai lần, sau đó đưa 800 ngàn bồi thường, chuyện coi như xong. Thuận miệng nói 800 ngàn, Thường Uy thấy vậy cũng khá nhiều. Bình thường gặp chuyện thế này, chỉ cần 100 ngàn là hắn ta đã hài lòng rồi. Lần này nói khống lên 800 ngàn, bản thân hắn ta không có ý nhiều như vậy, chỉ là muốn chờ Chu Dương mặc cả. Lúc Chu Dương mặc cả, hắn sẽ giả bộ miễn cưỡng đồng ý. Hắn cầm tiền, Chu Dương thì tưởng mình có lợi thế, chẳng phải thuận lợi đôi bên sao. Nhưng Chu Dương nói, anh chắc là cần 800 ngàn chứ, có đủ không vậy? Đàn em của anh, nói muốn tôi đưa 200 triệu. Hừ, 200 triệu, dĩ nhiên tao không thể nói với đàn em, hả? Mày nói gì, 200 triệu, Thường Uy trợn tròn mắt kinh ngạc. Chương 1049, vô địch. Mấy tên này điên rồi sao? Sao có thể lừa bịp đến thế, mở lời liền muốn 200 triệu. 200 triệu là con số lớn thế nào, chỉ cần nói là có sao? Khắp Đông Hải, có bao nhiêu người có thể tùy hứng cầm 200 triệu ra? Nếu thật sự vậy, chắc chắn đó không phải người bình thường, phải là con em của một gia tộc siêu cấp. Mà con em trong gia tộc như vậy, Thường Uy không đắc tội nổi. Giống như Tô Vĩ, nếu cậu ta gặp chuyện gì cần 200 triệu, liệu có thể cầm được tiền ra thật không? Cần xin phép gia đình, thậm chí đến cả gia chủ Tô gia cũng phải lộ mặt. Đổi thành con một nhà giàu bình thường, dù bản thân người bố có 200 triệu, nhưng đâu phải tất cả có thể huy động trong thời gian ngắn được. Mà kể có vốn huy động nhanh ấy có 200 triệu, người ta cũng sẽ không đồng ý chuyển hết đi. Nên có thể dọa nộp 200 triệu, tức là bản thân có tới mấy tỷ trở lên.
Mà người nhiều tiền như thế, không thể là kẻ nhà giàu bình thường không mánh khóe gì, hoàn toàn không chỉ có tài sản ở mỗi đây. Người như vậy, Thường Uy không đắc tội nổi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra chứ? Thường Uy nhìn Lưu Khánh Sĩ, mấy cậu muốn 200 triệu ư? Lưu Khánh Sĩ vô tội gật đầu, không hiểu chuyện gì, vâng, Uy ca, anh yên tâm dám muốn là được. Tên danh này rất nhiều tiền, có tới hơn tỷ, 200 triệu chưa là gì với hắn đâu. Có hơn 10 tỷ, Thường Uy sợ hết hồn. Đông Hải, có người trẻ nào mà tài sản hơn 10 tỷ? Tài sản trong nhà hơn 10 tỷ, đó cũng là gia tộc đứng đầu các gia tộc hạng 2. Mấy cậu quen biết hắn, Thường Uy hoài nghi. Hắn ta đến đây là vì Lưu Khánh Sĩ nói Chu Dương chẳng có bối cảnh gì, giống như Lưu Khánh Sĩ từ nhỏ không có bố. Nhưng bây giờ hắn nghi ngờ, nếu không có chống lưng, sao giá trị tài sản lại hơn 10 tỷ? Đương nhiên biết, là người bạn từ bé của chúng em, Lưu Khánh Sĩ vội giải thích, Uy ca, em không nói dối anh, tên này hồi bé ngày nào cũng bị em đánh, nhưng 2 năm nay không biết học võ ở đâu, bây giờ trở nên ngạo mạn. Nếu không, sao bọn em dám gọi cho anh? Hồi bé ngày nào cũng bị cậu đánh ư, Thường Uy hơi kinh hãi nhìn Lưu Khánh Sĩ, rồi nhìn Chu Dương. Nếu đúng là vậy, thì Chu Dương chắc chỉ là một tên dân quê ngu ngốc có tiền thôi. Bởi giả sử không phải, thì lúc nhỏ bị tên bại hoại Lưu Khánh Sĩ bắt nạt, chẳng nhẽ bọn chúng còn sống sung sướng được tới giờ. Đã sớm bị một đòn giết sạch rồi. Hắn ta thận trọng đánh giá Chu Dương, ngẫm xem trong lời Lưu Khánh Sĩ mấy phần thật giả. Chu Dương tựa hồ nhìn thấy suy nghĩ của hắn, bật cười, không sai, anh ta nói thật. Ngày bé, đúng là hôm nào tôi cũng bị anh ta bắt nạt. Nghe thấy vậy, Thường Uy tự tin hơn hẳn. Đúng là trò đùa, loại người trước kia bị Lưu Khánh Sĩ ăn hát yêu ta thì có gì phải sợ. Nếu Chu Dương là một kẻ độc ác, thì bọn Lưu Khánh Sĩ đã xong đời sớm rồi. Tên danh, thật sự mày có tài sản trị giá 10 tỷ ư? Thường Uy nheo mắt. Hỏi sang vấn đề khác. Đám người này chẳng nhẽ ở đây tùy tiện gây rối sao? Người có giá trị tài sản tới 10 tỷ sao mà ai cũng như ai được? Nhưng Chu Dương gật đầu. Hành động này khiến trong lòng Thường Uy dâng lên sự tham lam. Hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo, lần này không bỏ lỡ cơ hội được. Có thể, Chu Dương thật sự là một tên nhà giàu giá trị tài sản 10 tỷ không có bản lĩnh. Chỉ là có tí can đảm sáng suốt để làm ăn thôi. Còn thực tế, anh không có năng lực bảo vệ chỗ 10 tỷ đó. Vì có thân phận đó, nên những người khác sợ anh, dẫn đến việc địa vị hiện tại của anh rất vững chắc. Nếu vậy, lần này hắn phát tài rồi. Hắn có thể rành hút cạn Chu Dương. Sau này, hắn sẽ nghĩ mọi cách gây phiền phức cho Chu Dương, đến khi toàn bộ chỗ tiền của Chu Dương đều là của hắn mới thôi. Thường Uy đã nghĩ điều này từ lâu rồi. Tại sao có người sinh ra đã ở vạch đích? Những người đó năng lực thật sự tốt hơn hắn ta sao? Không cần thiết, vì những người đó có ánh sáng chói rực từ thân phận cao quý, nên nhiều người sẽ theo họ, họ không hề phải chịu áp lực và sự khiêu khích nào. Nếu như hắn ta cũng có tài sản trị giá mấy tỷ, thì hắn cũng chẳng khác mấy người đó là bao. Bây giờ một cơ hội bày ra trước mắt hắn như vậy. Hóa ra thật sự có một người đột phá, tài sản giá trị tới 10 tỷ ở Đông Hải, nhưng lại chỉ là kẻ ngu ngốc. Trong mắt Thường Uy lóe lên ánh nhìn nóng rực như lửa. Hắn ta liêu ta khóe miệng, tài sản lên tới 10 tỷ, khó nói quá nhỉ. Tên danh, 800 ngàn là không được rồi, nếu mày không đưa 1 tỷ ra, chuyện hôm nay sẽ không xong. 1 tỷ, thậm chí còn gấp 5 lần bọn Lưu Khánh Sĩ. Xem ra, tên Thường Uy này vẫn còn dã tâm lớn. Mặt dày thì sao, cũng là hiểu chuyện nhiều hơn một chút. Mở miệng nói 1 tỷ. Có lẽ cũng không nhất thiết phải lấy đủ ngân ấy. Có thể đem 500 triệu, 300 triệu, miễn là không ít hơn mức tối thiểu 200 triệu là được. Đọc nhanh tại tamlins247.net. Mà loại côn đồ Lưu Khánh Sĩ đó, đòi 200 triệu thì nhất định là 200 triệu, nói thật, hành động này đúng là ngu xuẩn. Nhưng, dù là mặt dày hay mấy kẻ ngu ngốc, trước mặt Chu Dương đều chẳng là gì cả. Anh cười khẩy, anh Uy. Tôi thấy anh hiểu nhầm gì rồi. Tài sản của tôi có 10 tỷ, nhưng tôi đâu có ý định đưa tiền cho các anh. Một đồng cũng không đưa, Chu Dương tươi cười đáp. Tên danh, đừng đùa tao, nghe thấy vậy, Thường Uy lập tức nổi giận. Xem ra mày không biết Thường Uy tao mạnh mẽ thế nào,
Thường Uy xắn tay áo, sắc mặt u ám nhìn Chu Dương. Nghe nói mày biết đánh nhau, đây là lý do mày không đưa tiền cho tao sao? Hôm nay tao cho mày biết thế nào là đánh nhau. Ngoài ra, mày nên nhớ, để khi tao phải ra tay xong, thì không còn là số tiền này đâu, nghĩ cho kỹ đi. Thường Uy rất tự tin. Dù sao mấy năm trời lăn lộn hắn ở thế giới ngầm, thậm chí còn quen biết khỉ hôi ở khách sạn Huy Hoàng. Người ở khách sạn đó đều là võ giả chân chính, dù không phải tông sư võ giả, nhưng tất cả đều vượt xa phạm vi người bình thường. Thường Uy không được xem là một võ giả, nhưng thường xuyên qua lại cùng một chỗ với khỉ hôi, nên có thể coi hắn là vô địch trong những người bình thường. Chương 1050, người quen. Lăn lộn ở thành phố Đông Hải lâu như vậy, trước giờ Thường Uy chưa gặp phải đối thủ. Vì hắn thuộc tầng lớp rất thấp, là biểu tượng vô địch ở trong tầng lớp đó. Điều này cũng dẫn đến sự bành trướng của hắn, hắn luôn cảm thấy mình có thể khiêu chiến đối thủ thuộc tầng lớp cao hơn, ảo tưởng một ngày nào đó có thể nhảy lên trở thành đại ca chân chính. Bây giờ, cơ hội này ở trước mặt hắn, sao có thể bỏ qua dễ dàng? Thường Uy không cầm bất kỳ vũ khí nào, đi thẳng đến trước mặt Chu Dương. Thằng kia, tao cho mày một cơ hội, bây giờ nhận lỗi vẫn còn kịp. Nếu không đợi tao ra tay thì mày chết chắc rồi. Vậy anh mau chóng khiến tôi xong đời đi, tôi van xin anh đó. Chu Dương sốt ruột nói. Sao đám lưu manh này lại chậm chạp như vậy? Muốn đánh thì đánh đi, còn nhiều lời gì chứ? Muốn chết hả, đều do mày không nắm lấy cơ hội. Thường Uy tức giận gầm lên, tung nắm đấm đánh về phía Chu Dương. Chỉ là đồ nhà quê có tiền thôi, hắn chắc chắn không cản được cú đấm này của mình. Thường Uy thầm nghĩ trong đầu. Loại người có tiền tầm thường này rất yếu ớt. Cú đấm này của hắn sẽ khiến đối phương không chết cũng tàn phế. Cho dù cú đấm này là để ra oai phủ đầu nhưng Thường Uy không cảm thấy mình dùng sức quá mạnh. Đối với những người có tiền, bạn phải mạnh mẽ uy hát yêu ta thì đối phương mới ngoan ngoãn nghe lời. Khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ hung tợn. Thắng rồi. Thế nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Bởi vì Chu Dương chỉ dùng một đầu ngón tay ngăn cản cú đấm của hắn. Chỉ như vậy thôi sao? Chu Dương hơi thất vọng nói, chỉ có chút sức mạnh này cũng dám nói toàn bộ thành phố Đông Hải là của anh à. Ban đầu, anh còn có chút kỳ vọng với Thường Uy. Nhưng sau khi Thường Uy ra tay, Chu Dương biết tên này xong đời rồi. Không có sức mạnh, căn bản chỉ là người bình thường. Cho nên, anh chỉ cần dùng đầu ngón tay ngăn cản cú đấm của Thường Uy. Cảnh tượng này khiến đám đàn em của Lưu Khánh Sĩ sợ chết cây ết yêu ta. Bao gồm cả hai tên đàn em do Thường Uy đưa đến. Đám người này biết Thường Uy đánh nhau rất giỏi. Trong đó Thường Uy đánh Lai Phúc là một trận đánh nổi tiếng nhất. Lai Phúc cũng là một tên lưu manh có tiếng trong thế giới ngầm ở thành phố Đông Hải, thậm chí hắn xuất thân từ một võ sĩ chuyên nghiệp. Vì xuất thân từ một tay đấm, cho nên Lai Phúc ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý khi vừa gia nhập thế giới ngầm. Trở nên nổi trội, lấn át Thường Uy đã ở thành phố Đông Hải trong thời gian dài. Lúc này, Thường Uy không nhịn được nên đã ra tay. Rất nhiều người để ý tới trận đấu đó, họ đều cảm thấy Thường Uy sẽ thua thảm hại. Dù sao Lai Phúc là một võ sĩ chuyên nghiệp, nhưng thực tế lại khiến mọi người kinh ngạc, Thường Uy đánh Lai Phúc, giống như chỉ có một bên ra tay. Một võ sĩ chuyên nghiệp như Lai Phúc có thể đấm vỡ một viên gạch. Nhưng khi đối đầu với Thường Uy lại bị Thường Uy hung hăng đánh gãy xương. Điều này cho thấy cú đấm của Thường Uy dữ dội đến mức nào. Lưu Khánh Sĩ cũng quen biết Thường Uy từ lúc đó. Bọn họ vừa đến nơi đã thấy Thường Uy đánh Lai Phúc, đặc biệt là cảnh tượng hai cú đấm chạm vào nhau, khiến tâm trạng bọn họ vô cùng chấn động. Thế giới này lại mạnh mẽ đến vậy. Cú đấm khiến một tay đấm chuyên nghiệp gãy xương. Đám người Lưu Khánh Sĩ cho rằng Thường Uy là thiên hạ vô địch. Nhưng bây giờ, cú đấm toàn lực của Thường Uy lại bị Chu Dương dùng đầu ngón tay ngăn cản. Chuyện gì thế này? Sao có thể xảy ra? Đó là cú đấm có thể đánh gãy xương của võ sĩ chuyên nghiệp. Rốt cuộc Chu Dương mạnh mẽ đến mức nào? Lúc này bọn họ mới hiểu ra, vốn dĩ bọn họ và Chu Dương không phải là người cùng một tầng lớp. Phải nói rằng, người cảm nhận sâu sắc nhất vẫn là Thường Uy. Hắn là người đích thân giao đấu với Chu Dương. Nên có thể cảm nhận rõ khoảng cách giữa hắn và anh lớn như thế nào. Không, không thể, Thường Uy lắc đầu nói. Mày là võ giả ư? Khả năng duy nhất mà hắn nghĩ đến,
Chu Dương là một võ giả. Chắc chắn không thể là người là bình thường. Vì Thường Hạo là kẻ bất trả chiến bại trong những người bình thường. Chu Dương gật đầu, xem như đã thừa nhận thân phận của mình. Vậy bây giờ anh còn muốn đòi tiền tôi nữa không? Chu Dương hỏi. Sắc mặt Thường Uy hiện rõ sự hoảng hốt. Nhưng rất nhanh chóng, nỗi sợ hãi đã được thay thế bằng những cảm xúc khác. Hắn đảo mắt một lượt. Đối phương thật sự là một võ giả. Nhưng có lẽ, cũng không phải võ giả mạnh mẽ như vậy, nếu không thì đám người Lưu Khánh Sĩ cũng không thể sống đến bây giờ. Chuyện này dễ dàng hơn rồi. Chỉ là một võ giả thôi sao, mình cũng quen biết võ giả. Khỉ hôi của khách sạn Huy Hoàng là một võ giả. Hơn nữa Thường Uy còn biết, có những nhân vật lớn vượt chê y khỉ hôi ở khách sạn Huy Hoàng, thậm chí có tông sư võ giả. Tông sư võ giả. Thật sự mà nói, Thường Uy không hiểu bốn chữ này có ý nghĩa gì, nhưng hắn biết tông sư võ giả rất mạnh, có thể gọi là vô địch thiên hạ. Do đó, dù Chu Dương là một võ giả thì có làm sao? Thường Uy cũng không phải không quen biết ai. Ha ha, nhóc con, nhìn không ra thật sự mày là một tên cứng đầu, nhưng mày đừng cho rằng tao hết cách với mày. Mày từng nghe đến cái tên anh hầu của khách sạn Huy Hoàng chưa? Mày có tin tao gọi anh hầu qua đây không? Nếu như mày hiểu được vấn đề, tao khuyên mày bây giờ mau chóng đưa tiền cho tao. Thường Uy tiếp tục uy hiếp ta. Lần này Chu Dương sững sờ. Anh không ngờ, tên Thường Uy rác rưởi trước mặt lại quen biết người của khách sạn Huy Hoàng. Chu Dương nhất thời không biết nên nói gì, thành phố Đông Hải thật sự nhỏ bé. Một người bất kỳ có thể có mối quan hệ với khách sạn Huy Hoàng sao? Hơn nữa, quan hệ của mình và khách sạn Huy Hoàng vẫn rất tốt, điều này khiến Chu Dương hơi đau lòng. Anh gọi đi, gọi người của khách sạn Huy Hoàng qua đây cho tôi xem. Chu Dương nói, nếu như mối quan hệ của anh đủ bền vững, tôi thật sự có thể đưa tiền cho anh. Xem ra, đã đến lúc nói chuyện với Hổ gia. Người của khách sạn Huy Hoàng cũng quá hỗn tạp. Lần trước mình gặp một người phụ nữ khi đang bắt taxi, người phụ nữ đó cũng có quan hệ với khách sạn Huy Hoàng. Mặc dù không phải người của khách sạn Huy Hoàng lần nào cũng làm sai chuyện, nhưng lúc nào cũng có liên quan đến khách sạn Huy Hoàng, Chu Dương cảm thấy phải để Hổ gia suy ngẫm lại. Thật ra lần này cũng không thể trách Hổ gia, dù sao Hổ gia cũng xuất thân từ thế giới ngầm, đám đàn em thật sự quá hỗn tạp, nên xảy ra chuyện như vậy cũng bình thường. Chương 1051, vòng tròn 6 người. Thế giới này có một định lý, được gọi là vòng tròn 6 người. Theo số liệu, đây là cuộc thử nghiệm do chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới thực hiện. Địa vị của chuyên gia tâm lý này rất cao trên y thế giới, tương đương với trình độ vượt trội trong lĩnh vực này, tầng lớp của người có thể quen biết ông ta đương nhiên cũng sẽ rất cao. Có một ngày, ông ta có một ý nghĩ nông nổi, đó là gửi email cho một hộp thư lạ. Nội dung của email rất đơn giản, đại khái là vui lòng gửi email này cho những người có trình độ tâm lý học cao nhất mà bạn quen biết. Địa chỉ email mà ông ta gửi hoàn toàn do ông nhập bừa, cũng có nghĩa là khoảng 99% người nhận email là người bình thường, dù sao 99% người chê y thế giới là người bình thường. Sau đó email được chuyển tiếp 6 lần mới quay trở lại ông ta. Chuyên gia tâm lý cảm thấy rất thú vị, sau nhiều lần làm thử nghiệm. Ông phát hiện ra email này cần phải chuyển tiếp 6 lần, thậm chí còn ít hơn, sẽ quay về vị trí của ông. Ý nghĩa của cuộc thử nghiệm này là cho dù một người rất bình thường, nếu như muốn tìm một người đứng đầu trong lĩnh vực nào đó cũng cần phải thông qua 6 lần chuyển tiếp. Chuyện này tưởng chừng không có ý nghĩa, nhưng chê y thực tế là một kết luận đã được kiểm chứng rất nhiều lần. Ví dụ bạn chỉ là một người bình thường, nếu bạn muốn tìm nhà toán học ưu tú nhất chê y thế giới. Bạn chỉ cần tìm người có học lực cao nhất mà bạn quen biết. Sau đó thông qua anh ta để tìm các giáo sư hoặc tiến sĩ toán học trong các trường đại học của họ, tóm lại đó là người có học lực cao nhất quen biết người có thành tích toán học cao nhất. Chuyển sang bước tiếp theo, căn bản đã đi vào lĩnh vực của nhà toán học chân chính. Sau đó lại chuyển tiếp, trải qua nhiều nhất 6 lần, bạn có thể tìm được nhà toán học đỉnh cao chê y thế giới. Hoặc bạn muốn tìm người có tiền nhất chê y thế giới cũng được. Hãy chuyển tiếp nhiều nhất 6 lần. Có thể nói, nhìn bề ngoài dường như Chu Dương không có bất kỳ quan hệ với tên Thường Uy này, nhưng nếu như Thường Uy muốn tiếp cận Chu Dương, thật ra cũng không có khó khăn gì. Hắn vừa hay lại quen biết người của khách sạn Huy Hoàng, điều này khiến Chu Dương đau đầu, xác suất xảy ra chuyện này rất cao,
không hẳn là trùng hợp như vậy. Vì theo một ý nghĩa nào đó, Chu Dương cũng thuộc người của thế giới ngầm, còn đám người Lưu Khánh Sĩ tìm Thường Uy tìm khỉ hôi của khách sạn Huy Hoàng, khỉ hôi gọi người tiếp theo, người đó rất có thể sẽ gọi thẳng hổ ra đến. Chu Dương có thể có quan hệ với Thường Uy là vì rơi vào vòng tròn 6 người. Nhưng bây giờ Chu Dương không hề biết định lý này. Chỉ cảm thấy đau đầu, không ngờ rằng Thường Uy có liên quan đến người quen của mình, anh thúc giục hắn mau chóng gọi điện. Bên phía Thường Uy cảm thấy sau khi nói ra cái tên khỉ hôi cũng có chút tác dụng nên hắn lập tức bấm số kết nối điện thoại. Dù sao Chu Dương cũng nói, nếu mình thật sự gọi người của khách sạn Huy Hoàng qua đây, vậy hắn ta thật sự có thể nhận được tiền. Điều này có gì phải suy nghĩ? 200 triệu đấy. Hắn vội vàng gọi điện cho khỉ hôi, anh Hầu, là thế này, tôi gặp phải chút rắc rối, anh qua đây một lát đi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi cho anh 20 triệu. Thường Uy cắn răng nói. Dọa nạt từ chỗ Chu Dương có 200 triệu, hắn chỉ chia cho Hầu từ 20 triệu, vẫn cảm thấy hơi nhiều. Bên khỉ hôi không biết Thường Uy đòi Chu Dương bao nhiêu tiền, chỉ cần nghe số tiền 20 triệu liền vội vàng chạy đến. Chuyện gì vậy Thường Uy? Ai ức hát yêu ta cậu? Cách xuất hiện của khỉ hôi cũng giống như Thường Uy, chỉ có điều hắn không mang đàn em theo. Thường Uy vội vàng chỉ tay về phía Chu Dương, chính là hắn, anh Hầu, tên này là một kẻ cứng đầu, cũng là một võ giả, tôi thật sự không đối phó được với hắn. Khỉ hôi nhìn Chu Dương, siết chặt nắm đấm nói, nhóc con, cậu cũng là một võ giả ư. Chu Dương hơi nghiêng đầu, cười nói, còn anh là ai? Anh là người của khách sạn Huy Hoàng sao? Ha ha, xem ra cậu cũng từng nghe đến khách sạn Huy Hoàng. Vậy bây giờ cậu định làm gì? Cúi đầu xin lỗi đàn em của tôi có thể tha mạng cho cậu. Khỉ hôi nói rất đắc ý. Danh tiếng của khách sạn Huy Hoàng rất hữu ích. Khách sạn Huy Hoàng hoàn toàn xứng đáng với vị trí vua của thế giới ngầm. Chắc chắn không có ai dám khiêu chiến. Nhưng Chu Dương lại lắc đầu, bỏ đi, tôi cũng lười ra tay với anh, thế này đi, anh gọi nhóm người mạnh hơn anh đến đây, thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại việc đưa tiền cho các anh. Nhóc, cậu trêu tôi hả? Khỉ hôi đột nhiên tức giận. Hắn vất vả chạy qua đây làm gì? Vẫn chưa ra tay đã bảo hắn gọi thêm người, rõ ràng là xem thường hắn. Vì thế hắn lập tức nổi giận, tung ra nắm đấm hung tợn về phía Chu Dương. Đương nhiên, cú đấm này vẫn bị Chu Dương cản lại bằng một ngón tay. Nhóm người Lưu Khánh Sĩ và Thường Uy nuốt nước bọt. Quá khoa trương rồi. Đặc biệt là nhóm người Lưu Khánh Sĩ. Ban đầu bọn họ khí thế hừng hực đến gây rắc rối cho Chu Dương, kết quả bị đánh. Thấy tình hình không ổn lắm mới gọi đại ca bất khả chiến bại đến. Sau đó đại ca của bọn họ cũng bị đánh, cú đấm còn bị Chu Dương chặn lại chỉ bằng một ngón tay. Đại ca không ổn lắm, liền gọi đại ca của đại ca đến. Kết quả vẫn bị người ta dùng đầu ngón tay đánh bại. Chuyện gì xảy ra vậy? Bây giờ, đại ca của đại ca bắt đầu gọi thêm đại ca. Nhóm người Lưu Khánh Sĩ hơi rùng mình, trong lòng nghĩ vị đại ca của đại ca này sẽ không bị Chu Dương đánh một trận thảm hại chứ. Khỉ hôi vẫn lựa chọn gọi người đến, lần này người hắn gọi qua là một tông sư võ giả thật sự. Tông sư võ giả của khách sạn Huy Hoàng là người có thể tung hoàng toàn bộ thành phố Đông Hải. Hứa Nhất Lôi quen biết với Chu Dương. Nhưng bây giờ ông ta không biết người khỉ hôi chọc giận là Chu Dương. Ông ta có quan hệ rất tốt với khỉ hôi là tay sai đắc lực của ông ta, bây giờ nghe khỉ hôi nói gặp phải khó khăn, còn nói tiền hoa hồng hàng chục triệu, ông ta vội vàng chạy đến. Nhưng sau khi đến ông ta mới phát hiện ra điều không đúng. Nơi này quen thuộc như vậy. Hình như một nhân vật lớn nào đó ở đây. Là ai? Đúng rồi là Chu Dương. Trong lòng Hứa Nhất Lôi hơi bất an, nhưng ông ta vẫn cảm thấy không lẽ xui xẻo đến vậy, người mà khỉ hôi đắc tội chính là Chu Dương. Không phải chứ, Chu Dương là hoàng đế võ giả đấy. Nếu khỉ hôi đắc tội với cậu ta, sao có cơ hội gọi điện thoại cho mình? Nên sớm chết không có chỗ chôn thân mới đúng chứ. Ông ta càng đi về phía trước, càng phát hiện điều không đúng. Chương 1052, anh dám lấy không? Đây không phải nơi Chu Dương đang sống sao? Cùng một khu dân cư, sau đó đi vào bên trong cũng giống như đúc. Đi thẳng vào, cuối cùng ông ta nhìn thấy nơi mà đám đông tập trung phía trước.
Sau đó, ông ta lại nhìn thấy khỉ hôi và khuôn mặt quen thuộc của Chu Dương. Tên khỉ hôi ngu ngốc, lại thật sự xúc phạm Chu Dương. Ông ta nhanh chóng đi qua con đường nhỏ. Khỉ hôi nhìn thấy Hứa Nhất Lôi đến, lập tức vui mừng chạy qua tiếp đón, trước khi đi còn nói với Chu Dương, thằng nhóc, cậu xong đời rồi. Bất kể cậu mạnh hơn tôi bao nhiêu, nhưng cậu không thể là đối thủ của tông sư võ giả. Rốt cuộc cậu có biết ý nghĩa của tông sư võ giả là gì không? Nếu như biết, tôi đề nghị bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi, có lẽ vẫn còn kịp. Sau khi nói xong, hắn vội vàng chạy qua đón tiếp Hứa Nhất Lôi, Lôi ra, ông đến rồi. Nhưng Hứa Nhất Lôi hoàn toàn không quan tâm đến hắn, mà đi thẳng đến trước mặt Chu Dương, cúi đầu khom lưng cung kính nói, Chu tiên sinh, sao cậu lại ở đây? Cảnh tượng này lại khiến mọi người tiếp tục kinh ngạc không thôi. Đương nhiên khỉ hôi ngạc nhiên, tại vì hắn biết thân phận của Hứa Nhất Lôi, một tông sư võ giả thật sự, bất kể đi đâu cũng được hầu hạ như khách quý ở thành phố Đông Hải. Hứa Nhất Lôi cũng không cung kính trước mặt hổ gia như vậy. Nhưng thân phận của Chu Dương lại cao hơn hổ gia rất nhiều. Thường Uy cũng ngạc nhiên không kém, hắn không quen biết Hứa Nhất Lôi, nhưng cũng biết gia cảnh của khỉ hôi có ý nghĩa gì. Lúc trước hắn gặp chuyện gì thì chỉ cần nói tên khỉ hôi hoàn toàn không cần gọi người, chỉ nói mình là người của khách sạn Huy Hoàng thì mọi việc sẽ được giải quyết rõ ràng. Còn bây giờ, khỉ hôi gọi chỗ dựa lớn nhất của khách sạn Huy Hoàng ra, ngọn núi đó lại cúi đầu khom lưng với Chu Dương, đây chẳng phải xảy ra chuyện lớn sao? Thường Uy không dám tưởng tượng, rốt cuộc mình đắc tội với vị đại thần thế nào. Còn nhóm người Lưu Khánh Sĩ tự thấy lúc này mình giống như những con cóc ghẻ. Đây là chuyện gì vậy? Ban đầu, bọn họ hung hăng gây rắc rối và chửi rủa Chu Dương có tốt thế nào cũng chỉ là một thằng em bị đánh trước mặt bọn họ, còn họ vẫn là thằng anh có thể khống chế anh. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ gọi đại ca Thường Uy đến, đại ca Thường Uy gọi đại ca khỉ hôi ra. Khỉ hôi lại gọi đại ca của đại ca đến, sau đó vị đại ca này gọi Chu Dương là đại ca. Đây là sự cách biệt về thân phận. Bọn họ hoàn toàn không dám nghĩ, vì bọn họ cảm thấy phiền phức lớn rồi. Trước giờ họ chưa nhận ra, thân phận ban đầu của mình lại thấp bé đến vậy, nhỏ bé đến mức không bằng hạt bụi. Còn hành vi của bọn họ lại quá buồn cười. Bây giờ họ mới hiểu, nếu Chu Dương muốn bọn họ chết, thì chỉ là chuyện nhỏ như búng ngón tay. Lúc này, Chu Dương dùng thái độ cao ngạo nhìn Hứa Nhất Lôi. Tại sao tôi không thể ở đây? Đây là nhà của tôi mà, Chu Dương uể oải nói. Hứa Nhất Lôi đột nhiên lúng túng, ông ta muốn tát vào miệng của mình vài cái, có biết nói chuyện không đấy? Tại sao lại hỏi một câu ngu ngốc vậy? Ha ha, nói đúng lắm, đây là nhà của Chu tiên sinh, là tôi đường đột rồi. Ông ta ngượng ngùng đáp. Chu Dương buồn cười nhìn ông ta, đây không phải là điều then chốt. Vấn đề then chốt nên là ông đến đây làm gì? Lẽ nào ông đến đây để thăm hỏi tôi sao? Sắc mặt của Hứa Nhất Lôi u ám, tim vẫn đập loạn xạ. Ông ta liếc nhìn khỉ hôi, sau đó tát một bạt tai, lá gan của cậu lớn quá đấy. Lại dám dọa dẫm Chu tiên sinh. Không muốn sống nữa sao? Sắc mặt Hứa Nhất Lôi u ám, trừng mắt nhìn khỉ hôi, xem ra ông ta rất tức giận. Khỉ hôi sợ hãi ôm mặt, nhất thời không biết giải thích thế nào, sau đó lại nhìn Thường Uy, cậu to gan lắm. Lại dọa dẫm Chu tiên sinh, cậu muốn chết à? Thường Uy chỉ có thể nhìn Lưu Khánh Sĩ. Còn nhóm người Lưu Khánh Sĩ không có lựa chọn, nên dứt khoát quỳ xuống trước mặt Chu Dương. Bây giờ bọn họ không hề do dự gì nữa, vì đã nhận thức rõ ràng khoảng cách của bọn họ với Chu Dương. Chu Dương, bố Chu, ông nội Chu, chúng tôi sai rồi. Nể tình chúng ta từng là bạn thuở nhỏ, hãy tha cho chúng tôi một mạng. Nhóm người Lưu Khánh Sĩ khóc lóc thảm thiết nói, bây giờ trong lòng họ sợ hãi cực độ. Ngoài tiếng khóc của bọn họ, nhóm người Hứa Nhất Lôi, Khỉ Hôi và Thường Uy đều im lặng, không có ai cầu xin giúp họ. Đùa gì vậy, còn cầu xin sao, những người này lần lượt cúi đầu, sợ liên lụy đến mình, lúc này trong lòng chửi mắng đám người Lưu Khánh Sĩ. Chu Dương lặng lẽ bước tới, ngồi xổm trước mặt bọn họ, dùng ánh mắt không chút thương xót nhìn bọn họ như nhìn mấy con chó. Trước đây cảm thấy tôi dễ ăn hát iota nên đến tìm tôi xin tiền. Bây giờ thấy tôi không dễ ức hát iota cho nên quỳ xuống đúng không? Ông nội Chu, chúng tôi biết sai rồi, Lưu Khánh Sĩ không dám phản kháng, chỉ có thể xin lỗi.
Sai rồi thì mới phải trả giá, Chu Dương bình thản nói. Anh rất ghét thái độ nhận sai này. Nếu như lời xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì? Lúc đám Lưu Khánh Sĩ bảo gọi người đến, Chu Dương không hề thấy có ác cảm, bởi vì anh nghĩ rằng, anh ta có thể kêu người đến thì chứng tỏ anh ta cũng có thực lực. Người làm sai thật ra không đáng ghét. Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, lúc này, bạn chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, sử dụng thực lực của mình xóa bỏ sai lầm của bản thân. Nếu bạn không thừa nhận sai lầm của mình, thì hãy khiến những người cho rằng bạn sai phải im lặng. Thứ hai, chịu trả giá vì sai lầm của mình, cái giá ra sao thì phải chấp nhận như vậy. Khóc, cầu xin, đây có phải hành động của một người đàn ông không? Mất mặt, đây là biểu hiện mà Chu Dương ghét nhất. Anh không định tha cho nhóm người Lưu Khánh Sĩ, mà gọi Hứa Nhất Lôi ở bên cạnh đến. Gọi điện cho Hổ ra, nói ông ấy đưa 100 triệu tiền mặt qua đây, Chu Dương ra lệnh. Hứa Nhất Lôi không dám hỏi tại sao, lập tức gọi điện thoại. Chu Dương gọi điện thoại cho Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn, bảo bọn họ mỗi bên đưa tới 50 triệu tiền mặt. Những thứ như tiền mặt rất khó lấy ra nhiều trong một thời gian ngắn, đối với một thế lực mà nói, đột ngột lấy ra 200 triệu tiền mặt là chuyện không thể nào. Cho nên Chu Dương mới bảo ba thế lực đồng thời cầm tiền đến. Chẳng mấy chốc, ba chiếc xe hạng sang dừng trước cửa nhà Chu Dương, một chiếc Rolls Royce và hai chiếc Maybach. Những người Chu Dương gọi đến cũng bước xuống với những chiếc vali to nhỏ. Chương 1053, trả giá. Chu tiên sinh, trong tay Hổ gia cầm hai chiếc vali, sau lưng ông ấy còn có bốn người áo đen nhấc hai chiếc vali lớn hơn. Hổ gia tự mình đưa đến 100 triệu tiền mặt. 100 triệu tiền mặt là gì? Trọng lượng của một tờ tiền 100 tệ khoảng 1,5 gram. Có vẻ không quá nặng. Nhưng 100 triệu chính là 1 triệu tờ 100 tệ. 1 triệu tờ, nhân với 1,5 gram cũng nặng khoảng 1 triệu 150 ngàn gram. Nói cách khác, trọng lượng của 100 triệu chính là nặng đủ 1 tấn. Chê y thực tế, người bình thường cũng không nhấc nổi thứ đồ vật với trọng lượng này. Cũng may, không có người bình thường bên cạnh Hổ gia. Hai vali trong tay của ông ấy, phân ra mỗi bên chứa 5 triệu, hai cái vali là 10 triệu. Vali 5 triệu đã quá khoa trương, hai vali trong tay của Hổ gia đặt trước mặt Chu Dương, còn bốn người áo đen đằng sau ông cũng đặt hai cái vali cực lớn xuống. Đủ 100 triệu tiền mặt đặt cùng một chỗ, có thể so sánh với thể tích một bàn tiệc lớn. Thử tưởng tượng trước mặt mình đặt một đống tiền khổng lồ như bàn tiệc lớn, chi chít và kiên cố sẽ có cảm giác thế nào. Đó có là gì, Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn mỗi bên đem đến 50 triệu, tổng cộng là 200 triệu. 200 triệu đặt chung chỗ, xếp chồng lên nhau còn cao hơn người, vẫn là thể tích có chiều dài và chiều rộng mà một người vươn hai cánh tay cũng không với tới. 200 triệu tiền mặt đủ để lấp đầy nhà vệ sinh của một gia đình bình thường. 200 triệu giống như là chuyện không thể tưởng tượng với nhóm người Lưu Khánh Sĩ. Bọn họ nghe nói giá trị của Chu Dương hơn 10 tỷ. Suy ngẫm đòi 200 triệu có lẽ cũng không quá đáng. Nhưng bọn họ không có khái niệm về 200 triệu, đến bây giờ, khi 200 triệu đặt trước mặt, họ mới ý thức được cái gì gọi là sức mạnh thật sự của tiền mặt. Những số tiền này đặt trước mặt đủ làm vô số người phát điên. Số tiền này có thể mua được vài mạng người. Nhóm người Lưu Khánh Sĩ không nghi ngờ về điều này. Điều khiến bọn họ hoảng sợ chính là những người đã đem tiền đến cho Chu Dương. Qua việc chào hỏi của Hứa Nhất Lôi và Hầu Tử, bọn họ biết được thân phận của ba người này. Chủ nhân thật sự đứng sau khách sạn Huy Hoàng là Hổ gia. Gia chủ gia tộc đứng đầu trong số gia tộc hạng nhất ở thành phố Đông Hải là Tôn Càn Khôn. Gia chủ gia tộc đứng thứ hai trong số gia tộc hạng nhất ở thành phố Đông Hải là Tô Thế Minh. Đương nhiên lúc này, địa vị của Tô Thế Minh cao hơn Tôn Càn Khôn, nhưng nhóm người Lưu Khánh Sĩ chắc chắn không hiểu. Bọn họ chỉ biết gia tộc của hai người này đều lớn mạnh như trong truyền thuyết. Đặc biệt Hổ gia là thần tượng một đời của đám vô lại ở dưới đáy xã hội. Đại ca thế giới ngầm thật sự, người đứng đầu thế giới ngầm ở thành phố Đông Hải. Nhưng nhóm người này lại cung kính trước mặt Chu Dương, bộ dạng phục tùng mệnh lệnh khiến đám Lưu Khánh Sĩ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Rốt cuộc Chu Dương có thân phận gì? Chu Dương phớt lờ suy nghĩ của bọn họ, đập nhẹ tờ tiền trước mặt, nói, số tiền mà các người cần. Tôi đã mang đến cho các người rồi đây. Trước tiên hãy nhận tiền, sau đó sẽ đến sự trừng phạt của tôi dành cho các người.
Chu Dương không định buông tha những người này, anh rất ghét những người một khi làm chuyện gì sai trái thì lập tức dùng bộ dạng khóc lóc xin lỗi, do đó anh không định cho nhóm người này có cơ hội để xin lỗi. Các người không phải muốn tiền lắm sao? Tôi đã mang tiền đến cho các người, bây giờ thì các người không cần phải xin lỗi. Chu Dương lãnh đạm nói, nhận lấy đi. Thế nhưng, nhóm người Lưu Khánh Sĩ đâu dám. Bây giờ 200 triệu tiền mặt đặt trước mặt họ, nhưng họ lại không có chút lòng tham, ngược lại còn đầy áp lực. Giống như 200 triệu tiền mặt đặt trước mặt bọn họ là một ngọn núi lớn. Đừng, đừng, anh Dương, anh Chu, bố Chu, chúng tôi sai rồi, Lưu Khánh Sĩ vẫn kiên trì nói, tha cho chúng tôi không cần số tiền này nữa. Không cần sao, Chu Dương lẩm bẩm. Sau đó anh lấy hai sấp từ trong đó ra nghịch. Anh nói cần 200 triệu, tôi tốn công sai người khác đem qua đây cho anh, kết quả anh nói một câu không cần thì không cần à. Thế nào, anh cảm thấy trêu đùa tôi rất vui phải không, Chu Dương lạnh lùng nói. Thật ra hành động này hơi phi lý. Vì trước khi Chu Dương gọi người đưa tiền đến, nhóm người Lưu Khánh Sĩ đã bắt đầu nhận lỗi. Là Chu Dương phớt lờ bọn họ, bắt người khác đem tiền qua. Nhưng mà phi lý thì đã sao? Có cần giảng đạo lý với những người như vậy không? Lúc đầu bọn họ ức hát yêu ta Chu Dương, có nhiều lý do quá đáng hơn thế này. Bây giờ Chu Dương đã rất nhân từ. Chu Dương ném một xấp tiền trong tay trước mặt bọn họ, các người nghĩ bây giờ tôi có thể buông tha cho các người sao? Thật sự cảm thấy tôi không nóng nảy ư, lượn lờ trước mặt tôi lâu như vậy, bây giờ tôi cũng đưa tiền cho các người nói một câu không cần. Tôi có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, để các người bình an quay về sao? Đơn giản chỉ là trò đùa được chưa? Sau khi Chu Dương nói xong, nhóm người Lưu Khánh Sĩ cũng ý thức được rốt cuộc mình vô liêm sỉ đến mức nào. Sao bọn họ có thể mong đợi Chu Dương sẽ buông tha bọn họ? Trong đầu bọn họ nghĩ rằng, dù Chu Dương có mạnh mẽ ra sao thì vẫn có chút liên quan đến thằng nhóc dễ bị ức hát yêu ta trước đây. Nhưng bây giờ bọn họ ý thức được. Lúc này Chu Dương đã không liên quan gì với Chu Dương trước kia. Cho dù là thực lực hay tính cách, bọn họ đã không có bất kỳ hy vọng gì, không thể chạy thoát. Rốt cuộc anh muốn thế nào, Lưu Khánh Sĩ tuyệt vọng nói. Hắn hiểu mình không thể thoát được, nhưng hắn cũng không ngờ Chu Dương lại dùng cách này đối phó với hắn. Chu Dương vô cảm nhìn hắn một hồi, sau đó lắc đầu. Thôi vậy, mỗi người tự chặt đứt một cánh tay, sau đó rời đi. Chu Dương thản nhiên nói. Anh vừa dứt lời, lập tức có một người áo đen bước về phía trước, vứt một con dao nhỏ trước mặt nhóm người Lưu Khánh Sĩ. Nhìn con dao găm sáng chói chê y mặt đất, Lưu Khánh Sĩ cảm thấy ớn lạnh. Đùa gì vậy, lẽ nào hắn phải dùng dao chặt đứt cánh tay của mình sao? Sao có thể chứ, thứ như cánh tay thì một nhát có thể chặt đứt à? Sao có thể làm được? Lưu Khánh Sĩ lắc đầu liên tục không, không thể, Chu Dương. Anh không thể tàn nhẫn như vậy. Làm thế này rất quá đáng. Chương 1054, đánh con thì mẹ tìm đến. Mặc dù Lưu Khánh Sĩ biết Chu Dương sẽ không buông tha cho bọn họ, nhưng sau khi nghe sự trừng phạt của Chu Dương, hắn vẫn không khỏi hét lên một tiếng. Bảo hắn chặt đứt một cánh tay, thì đau đớn biết bao. Chu Dương, chúng tôi cũng không gây tổn hại gì đáng kể cho anh, hơn nữa anh đã mạnh đến trình độ như vậy rồi. Sao phải so đo chấp nhặt từng chút với chúng tôi như vậy? Lưu Khánh Sĩ hét lớn. Chu Dương cảm thấy phiền chán khi nghe những lời vô liêm sỉ này, cho nên anh cũng không định giữ thể diện cho Lưu Khánh Sĩ. Hổ ra, giao cho ông xử lý đấy, Chu Dương thản nhiên nói, sau đó xoay người rời đi. Những chuyện như thế này thì hổ ra đương nhiên sẽ là người chuyên nghiệp hơn. Ngay sau đó, phía sau lưng vang đến tiếng hét thảm thiết của đám người Lưu Khánh Sĩ. Chu Dương, nhìn thấy Chu Dương rời đi, Lưu Khánh Sĩ tuyệt vọng hét lên. Hổ Gia bình thản nhìn mấy người nằm chê y mặt đất, sau đó lạnh lùng nói, bây giờ, các người có thể cút đi được rồi, nếu còn tiếp tục ở đây làm phiền Chu tiên sinh, thì e rằng không đơn giản chỉ mất một cánh tay thôi đâu. Lưu Khánh Sĩ lại dùng mình. Hắn chật vật đứng dậy, mặc dù Hổ Gia đã chặt đứt một cánh tay của hắn, nhưng để tránh trường hợp mất máu quá nhiều. Nên ông ấy còn tiện tay bịt kín miệng vết thương chê y tay hắn lại. Vì vậy những người này bị mất cánh tay đều có thể tự bò dậy từ chê y mặt đất. Sau khi đứng dậy, bọn họ đi về phía 200 triệu tiền mặt. Tay đã bị chặt cụt rồi, nhưng tiền thì nhất định phải lấy. Thậm chí,
từ tận sâu đáy lòng của bọn họ bây giờ vẫn còn những tiếng cười thầm vui sướng ig. Để bọn họ tự chặt đứt tay mình thì có thể bọn họ không làm được. Nhưng nếu để người khác chặt cho họ, thì bọn họ cảm thấy rằng bọn họ đã kiếm được món hời rồi. Chỉ cần mất một cánh tay, đã có thể kiếm được 200 triệu tiền mặt tròn chính. Số tiền này chia cho 4 người, vậy thì mỗi một người có thể có được 50 triệu. Đủ để họ sống hạnh phúc cả đời. Nhưng đáng tiếc, khi bọn họ đang chuẩn bị đi đến trước chỗ để tiền, thì hai người đàn ông mặc đồ đen đã đứng trước mặt họ. Các người muốn làm gì? Lưu Khánh Sĩ nhíu mày, căng ra đầu nói, số tiền này là Chu Dương đã hứa đưa cho chúng tôi, lẽ nào các người còn muốn ngăn cản chúng tôi? Nếu là lúc trước thì bọn họ sẽ không dám nói một câu nào với người như hổ ra. Nhưng bây giờ, tất cả đều đang lơ lửng trên y bờ vực của sự sống và cái chết, trước mắt có 200 triệu tiền mặt, điều này đã mang lại cho bọn họ dũng khí rất lớn. Hơn nữa, lúc này Lưu Khánh Sĩ hiểu rõ một điều rằng tuy hổ ra nhìn có vẻ ghê gớm, nhưng ông ấy cũng chỉ là cấp dưới của Chu Dương mà thôi. Chu Dương đã hứa đưa số tiền này cho hắn, mà những người này còn dám ngăn cản sao? Vì vậy, hắn bám vào Chu Dương, cố gắng đàn áp người của hổ ra. Nhưng hai người kia hoàn toàn không bị lay động, vẫn đứng ở trước mặt bọn họ. Đúng lúc này hổ ra lên tiếng, đúng vậy, Chu tiên sinh đã hứa sẽ đưa số tiền này cho cậu. Bây giờ, số tiền này đúng là của các người. Lưu Khánh Sĩ nhíu mày, bởi vì trực giác mách bảo rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, hổ gia vẫn chưa nói xong. Nếu tiền đã là của chúng tôi, tại sao ông vẫn ngăn cản chúng tôi, Lưu Khánh Sĩ hỏi. Bởi vì số tiền này là do chúng tôi cướp được từ trong tay các người không phục sao, hổ gia thản nhiên mỉm cười và nói. Đương nhiên, Tô gia của chúng tôi cũng có một phần. Còn cả Tôn gia của chúng tôi nữa. Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn cũng đứng lên. Tiền của cậu được chia cho ba chúng tôi rồi, nếu cậu cảm thấy không phục, thì cứ nói ra đi. Đương nhiên, tốt nhất không nên nói bậy, bằng không, không ai có thể đảm bảo tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Hoặc cậu có thể lựa chọn con đường sau này sẽ trả thù chúng tôi đều có thể chấp nhận chờ đợi. Hổ ra bày ra một bộ dạng tràn ngập sự chế giễu nhìn bọn họ. Ánh mắt của ông ấy như thể là đang nhìn những kẻ ngốc. Ông ấy chưa từng gặp người ngây thơ như vậy. Thực sự không biết bản thân mình đã làm gì. Thậm chí cố gắng muốn lấy tiền đi. Không phải bọn họ nên vui mừng vì họ vẫn còn sống sao? Giờ phút này, Lưu Khánh Sĩ cuối cùng đã hiểu ra. Chu Dương đưa tiền cho hắn, chỉ là một lời hứa tùy tiện mà thôi. Dù Chu Dương thực hiện lời hứa của mình, thì bọn họ cũng sẽ không thể mang tiền đi được. Ví dụ như lúc này, Chu Dương đã thực hiện lời hứa của mình và số tiền 200 triệu tiền mặt đang ở trước mặt họ. Hơn nữa, tất cả mọi người có mặt đều công nhận rằng số tiền quả thực đã thuộc về bọn họ. Số tiền đặt ở trước mặt vốn thuộc về bọn họ, nhưng bọn họ lại không có tư cách đụng vào. Đây chính là khoảng cách về sức mạnh. Tổng cộng có 4 người đến, ai nấy đều cụt một cánh tay. Hy sinh uổng phí. Lưu Khánh Sĩ thất vọng định cứ thế rời đi. Nhưng hổ ra ở phía sau lại gọi bọn họ đứng lại. Ông còn muốn gì, lẽ nào thực sự muốn chúng tôi phải ở lại đây sao, Lưu Khánh Sĩ không nhịn được gầm lên một tiếng. Giờ phút này, hắn thậm chí không còn sợ chết nữa, bởi vì hắn đã chịu quá nhiều oan ức. Số phận của 4 người bọn họ thật sự rất hèn mọn trước những nhân vật lớn này. Hổ ra không hề tức giận mà ông ấy chỉ mỉm cười khi đối diện với sự tức giận của Lưu Khánh Sĩ. Ừ. Các người có thể cầm số tiền đó đi, hổ ra hất cằm về phía mặt đất. Đó là một xấp tiền giấy mới toanh. Lưu Khánh Sĩ nhớ rằng đây là một xấp tiền mà Chu Dương đã ném vào đầu hắn khi hắn đang quỳ dưới đất. Một xấp, cũng được khoảng 10.000 nhân dân tệ. 4 người đàn ông hùng hục lao đến, mỗi người bị mất một cánh tay, kết quả chỉ có thể lấy được 10.000 nhân dân tệ. Thật ra nghiêm túc mà nói thì 10.000 nhân dân tệ này là do người khác bố thí cho. Giờ phút này Lưu Khánh Sĩ thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn 10.000 nhân dân tệ mới tinh chê y tay, bên chê y vẫn còn vương vết máu khi bị chặt tay, cuối cùng hắn không nhịn được nữa liền ngửa lên trời bật cười. Dường như cười rất vui vẻ, hơn nữa hoàn toàn không có ý định dừng lại, bởi vì, hắn phát điên rồi. Không thể chịu được sự dày vò kiểu này, cuối cùng không chịu nổi mà phát điên. Lưu Khánh Sĩ phát điên. Cho nên hắn đã làm ra một vài hành động kỳ lạ,
hắn muốn lao về phía hổ gia, nhưng cuối cùng bị những người đồng hành với hắn ngăn cản lại, rồi lôi đi. Đám người hổ gia chỉ mỉm cười khi nhìn thấy vậy, vẻ mặt của bọn họ như đang xem một trò hề, mỗi người đều cầm lấy số tiền thuộc về mình rồi trở về xe. Nhưng bọn họ không rời đi, mà đến nhà Chu Dương. Dù sao hiếm khi có thể tụ tập đông đủ như vậy, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng rời đi như vậy được. Chu tiên sinh vất vả rồi, không ngờ lại bị loại người như vậy đến gây phiền phức, hổ gia cười nói. Chu Dương nằm trên y ghế sofa xoa huyệt thái dương, không kiên nhẫn nói, ông có tin không, chuyện này còn chưa kết thúc, tôi dám bảo đảm sẽ có người tìm đến nữa. Không phải chứ, ánh mắt hổ gia hiên lên sự kinh ngạc. Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn cũng tỏ vẻ hoài nghi. Đùa sao, bị đánh tơi tả thế này mà còn dám tiếp tục tìm đến. Mấy người đó có phải là đồ ngốc không? Nhưng không bao lâu, cổng sắt bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Chương 1055, càng nghèo càng xấu xa. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ không ngờ lại có người thật sự dám tìm đến, không sợ chết sao? Không phải bọn họ không sợ chết, mà là bọn họ hoàn toàn không tin bản thân sẽ chết. Chu Dương buồn bực nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài xem một chút. Tuy cửa sắt vẫn chưa mở, nhưng Chu Dương đã nghĩ ra ai là người tìm đến đây. Thu Hương, mẹ của Lưu Khánh Sĩ. Thu Hương, họ Thu, tên là Hương, khi Chu Dương còn nhỏ, bà ta vẫn là một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Khi đó bà ta vẫn còn xinh đẹp quyến rũ, thậm chí Chu Dương từng nghe có rất nhiều băng nhóm thảo luận riêng tư, đã từng nằm mơ được qua đêm với bà ta. Nhưng đã hơn chục năm trôi qua, có lẽ bây giờ Thu Hương đã hơn 50. Khi còn nhỏ, Chu Dương thực sự rất ghét bà Thu Hương này, bởi vì bà ta rất cưng chiều con trai mình, mỗi lần Lưu Khánh Sĩ bắt nạt Chu Dương, nếu Chu Dương tức giận tìm đến nhà bọn họ làm loạn, thì bà ta sẽ bày ra một bộ dạng xem thường. Bà ta sẽ nói một cách khá mỉa mai, cậu nói Khánh Sĩ đã đánh cậu, vậy tại sao cậu không đánh lại nó? Nếu cậu cảm thấy không phục, vậy cậu có thể kêu người đến đánh nó, gọi bố của cậu đến, à tôi quên mất, cậu không có bố. Trong ấn tượng của Chu Dương, Thu Hương là một người phụ nữ như vậy, do đó anh rất ghét người phụ nữ này. Mở cánh cửa sắt ra, đúng là một khuôn mặt xấu xí của người phụ nữ trung niên. Chỉ là khuôn mặt đã già hơn rất nhiều so với khuôn mặt trong trí nhớ của anh, cũng rám nắng và nhiều đốm tàn nhang hơn, dù sao điều kiện sống ở quê cũng là kiểu bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhưng người phụ nữ này không có chút khí chất thật thà chất phác gì, vừa nhìn thấy Chu Dương mở cửa, bà ta lập tức hét lên, tên nhóc Chu Dương, cậu được lắm. Có phải cậu sai người chặt cánh tay của con trai tôi không? Tài giỏi rồi đúng không? Lại dám chặt một cánh tay của con trai tôi? Bồi thường mau, nếu hôm nay không bồi thường thì chuyện này chưa thể xong được. Chu Dương cau mày, bình tĩnh chậm rãi nói, bà nói tôi chặt mất một cánh tay của con trai bà, vậy tại sao con trai bà lại không chặt một cánh tay của tôi? Nếu các người cảm thấy không phục, vậy thì hoàn toàn có thể tìm người đến trả thù. À đúng rồi, tôi nhớ là người nhà của các người đều là thứ rác rưởi, hoàn toàn không có người nào có thể đứng ra trả thù được. Chu Dương đã dùng giọng điệu chối bỏ sự oán trách của anh với Thu Hương hồi còn nhỏ, để bác bỏ câu nói của bà ta. Bây giờ chắc bà cũng không còn cách nào khác nữa rồi đúng không, Chu Dương thầm nghĩ. Tựa như những lời Thu Hương nói với anh lúc còn nhỏ, sau khi nói ra như vậy, anh cảm thấy khá có lý, nói trắng ra mình bị đánh cũng bởi vì bản thân không có năng thực mà thôi. Bây giờ tôi dùng những gì bà nói trước đây để phản bác lại bà sẽ trả lời thế nào? Chu Dương nghĩ thầm, nhưng Thu Hương chỉ sững sờ một lúc, sau đó tiếp tục gào lên, đừng nói những lời vô nghĩa đó với tôi. Tên nhóc khốn kiếp, cậu thực sự rất coi trọng bản thân đúng không? Mau chóng bồi thường đi. Hôm nay nếu cậu không bồi thường tiền thì tôi sẽ không rời đi. Hơn nữa tôi sẽ gọi nhiều người khác đến nằm ăn vạ ở nhà của các người. Cái loại lý lẽ chó má gì thế này? Thu Hương bà mới không hiểu đó. Lý do nói những lời đó với Chu Dương khi còn nhỏ chỉ là bởi vì bà ta muốn bắt nạt Chu Dương mà thôi. Bây giờ muốn giảng giải lý lẽ với bà ta. Vậy xin lỗi, bà ta nghe không hiểu. Nhiều phụ nữ trung niên đã quen dùng loại chiêu trò, tự quyết định. Khi tranh luận cãi nhau, bất kể đối phương nói gì, thì ở giai đoạn này, bọn họ dường như có thể tự biệt thính giác của chính mình một cách có chọn lọc. Họ chỉ nói những gì họ muốn nói. Chu Dương,
đừng quên cậu lớn lên ở đâu. Đừng cho rằng cảm thấy bản thân mình có tiền rồi thì có thể quên đi sạch sẽ mọi chuyện, Thu Hương nói. Tôi lớn lên ở đâu không quan trọng, tôi không nghĩ mình sẽ quên đi thứ gì, Chu Dương đáp lại. Tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không bồi thường, thì tôi sẽ đứng trước cửa nhà cậu mắng chửi 3 ngày 3 đêm. Hơn nữa tôi sẽ kêu gọi người khác cùng tới chửi bới trước cửa nhà cậu, Thu Hương lại nói. Tùy bà thôi, nếu như bà thật sự cảm thấy làm như vậy có thể giải quyết vấn đề này, vậy tôi cũng không để ý đâu, Chu Dương đáp. Mau bồi thường tiền ngay, đừng lòng vòng nữa, bây giờ cậu giàu có như vậy, còn phải tiếc số tiền này nữa sao, cậu có còn là người nữa không? Cậu quá xấu xa rồi đó Chu Dương, Thu Hương lại nhấn mạnh. Từ điểm này có thể thấy được khả năng logic của người phụ nữ này bằng không. Bà ta không quan tâm đến những gì bản thân nói, cũng không quan tâm những gì Chu Dương đáp lại, bởi vì bà ta không phải đến đây để nói chuyện trao đổi gì, mà là đến đây để WHO ta đòi tiền. Cách suy nghĩ của bà ta rất đơn giản, mắng chửi càng khó nghe càng tốt, mặc kệ đối phương giải thích thế nào, mắng xong bắt đối phương phải trả tiền. Còn chuyện ai đúng ai sai không quan trọng. Quan trọng là con trai của bà ta bị thương. Vì vậy, bà ta phải làm mọi thứ theo cách này. Nghe có vẻ rất không thực tế nhưng không thể phủ nhận rằng ngoài đời không ít người có lối suy nghĩ này. Về cơ bản họ không có sức mạnh gì, bọn họ cũng không nói chuyện theo lý lẽ, họ sống trong một cuộc sống hèn mọn như một con côn trùng. Nhưng đồng thời, lòng dạ của bọn họ cũng là loại cay nghiệt nhất. Thấy chiếc xe tải bị lật trong các tiêu đề báo chí, những kẻ xấu này đã lao vào lấy hết số cam chê y xe tải. Không có đúng hay sai trong cuộc sống của họ và không có sự thương hại hay cảm thông gì. Họ giống như một bầy xác sống biết đi, sẽ súng lại khi thấy chút lợi ích vụn vặt, không màng đến sự sống chết của người khác. Nhưng nếu bị tổn hại một chút, họ sẽ lao tới một cách vô lý và đòi bên kia bồi thường, không xem xét nguyên nhân vì sao mình bị hại. Nếu chẳng may bị rơi xuống nước, có người nhảy xuống liều mình cứu thì họ sẽ trách người cứu mạng mình không kịp lấy sợi dây chuyền lên, tóm lại bọn họ là loại người như vậy. Họ thậm chí sẽ dùng những từ ngữ xấu xa nhất, buộc người từng cứu mạng mình phải trả cho họ một chiếc dây chuyền. Phải nói rằng những người như vậy có thể rất đáng thương, nhưng họ cũng thực sự đáng ghét. Chu Dương khẽ thở dài nhìn Thu Hương mẹ của Lưu Khánh Sĩ. Tôi biết bà với con trai của bà có điểm khác biệt. Nếu là bà, chỉ cần không giết bà thì bà chắc chắn sẽ không dừng lại đúng không? Chu Dương nói xong những lời này, luồng sát khí đột nhiên tản rộng ra xung quanh. Nhiệt độ xung quanh dường như đã giảm xuống vài độ trong tích tắc, ngay cả một tông sư võ giả như Hổ Gia cũng không khỏi rùng mình. Luồng sát khí của một hoàng đế võ giả phóng ra, thật đáng sợ. Mặc dù Thu Hương là một người bình thường, nhưng bà ta cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo và khủng bố đang ngấm vào từng sợi rear map của mình vào lúc này. Nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của Chu Dương, như nhìn thấy một địa ngục trống rỗng. Điều này khiến bà ta run lên không ngừng, cậu muốn làm gì? Chương 1056, sứ giả của Chu gia. Mẹ của Lưu Khánh Sĩ là một phụ nữ trung niên thiếu hiểu biết, không suy nghĩ đến cảm xúc của người khác, bình thường bà ta chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân. Người khác tổn thương bà ta không quan tâm, nhưng nếu bản thân bà ta bị tổn thương, thì bà ta sẽ rất cay iota siết động. Nhìn thấy trạng thái của Chu Dương, trong lòng bà ta chợt có dự cảm xấu. Ngay cả khi bà ta không phải người luyện võ, chỉ là một phụ nữ trung niên hết sức bình thường, thì bà ta vẫn có thể cảm nhận được sát khí mạnh mẽ từ Chu Dương. Bà ta không hiểu sát khí là gì, nhưng bà ta biết lúc này Chu Dương rất nguy hiểm. Cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết đừng làm bừa, nếu cậu dám động đến tôi, con trai tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Thu Hương vô thức nói, dẫu sao bây giờ người trẻ tuổi có quyền lực nhất gia đình họ cũng là con trai bà ta Lưu Khánh Sĩ. Có thể nói Lưu Khánh Sĩ là trụ cột gia đình, vì vậy gặp phải nguy hiểm gì, bà ta sẽ vô thức lấy con trai mình ra để đe dọa kẻ khác. Nhưng hình như bà ta quên mất rằng, lần này mình đến đây là để trả thù cho con trai. Vậy sao? Bà gọi anh ta đến đây đi. Chu Dương lạnh lùng nói, từ chê y cao nhìn xuống bà ta. Thu Hương như bị dội một gáo nước lạnh, ánh mắt run rẩy lo sợ nhìn Chu Dương. Con trai bà vẫn còn dám xuất hiện trước mặt tôi ư, Chu Dương hỏi. Lúc này Thu Hương mới chợt nhớ ra, con trai bà ta đã thành kẻ tàn phế. Dù vậy cậu cũng không được động đến tôi.
nếu cậu dám làm hại tôi sẽ... Thu Hương ấp úng một lúc lâu, phát hiện mình thực sự chẳng có gì có thể uy hát yêu ta được Chu Dương. Bà muốn làm thế nào? Chu Dương thấy bà ta không nói gì, liền chủ động hỏi. Thu Hương nghiến răng, Chu Dương, dù sao tôi cũng coi như đã nhìn cậu lớn lên. Bây giờ cậu lại dám làm hại tôi. Cậu chơi cùng Lưu Khánh Sĩ từ nhỏ đến lớn, cậu còn lương tâm không hả? Uy hát yêu ta không được, vậy thì đánh bài tình cảm. Tình cảm, nhưng mấy năm trước, khi Chu Dương bị ức hát yêu ta, bà ta đã làm gì? Chu Dương cười chế giễu, về điểm này cũng không phản bác lại bà ta, mặc dù nếu muốn phản bác, Chu Dương cũng có vô số lý do. Nhưng Chu Dương phát chán rồi, người phụ nữ như vậy, hoàn toàn không đáng tốn hơi thừa lời. Đúng, tôi không hề có lương tâm, Chu Dương thản nhiên nói. Vì tôi không có lương tâm, nên bây giờ bà sắp xong đời rồi, hiểu không? Chu Dương nói, giảng đạo đức, nếu tôi không có đạo đức thì bà có thể dạy dỗ tôi chắc. Hơn nữa, Thu Hương căn bản là không phải giảng đạo đức, hoàn toàn là càn quấy vô lý, Chu Dương không muốn phí lời với bà ta. Nghe Chu Dương nói, Thu Hương rơi vào tuyệt vọng. Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào, cậu thật sự muốn giết tôi sao? Thu Hương run rẩy hỏi. Chu Dương chưa kịp nói gì, bà ta đã quỳ xuống, khóc lóc nói, đừng mà Chu Dương. Cậu đừng giết tôi mà, tôi sai rồi, tôi không nên đến đòi tiền cậu. Trong lòng Chu Dương nghĩ lỗi sai của bà là đến đòi tiền tôi sao? Ông đây cũng đâu có nợ tiền bà. Bà sai ở đâu còn không hiểu rõ ư, nhưng Chu Dương vẫn không nói ra mấy lời này. Anh đã quá mệt mỏi rồi, đám người này hết lần này đến lần khác đến làm phiền anh, hơn nữa hành vi của từng người về cơ bản đều y hệt nhau, nhảy nhót bày trò thật kinh tởm. Ban đầu là đưa ra yêu cầu vô lý, căn bản không có căn cứ nào cả, rõ ràng là bắt nạt anh mà không thèm nói lý. Sau đó uy hát yêu ta anh. Cuối cùng thấy đánh không lại liền quỳ xuống van xin thương xót. Nhưng kẻ như vậy rốt cuộc còn bao nhiêu nữa? Sống một đời thật chẳng dễ dàng gì, không có não để suy nghĩ sao? Thôi bỏ đi, Chu Dương biết, người như vậy chê y thế gian này không thiếu, nếu anh muốn quản lý cũng không làm nổi. Điều duy nhất anh có thể làm là tránh xa đám người này ra. Hổ ra, xử lý đi, đừng để bà ta bị thương quá nặng, sát khí chê y người Chu Dương tản đi, giao chuyện này cho Hổ ra sắp xếp. Suy cho cùng, Hổ ra cũng đã quá quen với chuyện này. Chu Dương lắc đầu, định rời đi, nhưng khi anh vừa xoay người, bỗng nhiên một chiếc quạt sắt bay xẹt qua má anh, đập thẳng vào cây cột ở cửa. Chu Dương lập tức dừng lại, đứng yên lặng tại chỗ. Hình như có người thú vị đến rồi. Hổ ra thấy tư thái này, nhanh chóng kéo Thu Hương xuống, giao cho hai người mặc đồ đen, sau đó quay trở lại. Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn bày ra dáng vẻ thâm thù đại hận. Trong lòng bọn họ đều đang dâng trào sóng gió, cảnh tượng ban nãy, thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Trong tầm mắt không hề có bóng người nào, nhưng chiếc quạt sắt vừa rồi, tựa như đột ngột xuất hiện từ không trung, bay đến chỗ họ với tốc độ vô cùng nhanh. Tốc độ nhanh đến mức hai người bình thường như họ dường như không nhìn rõ chiếc quạt sắt đó, chỉ cảm thấy một luồng gió lướt qua. Chuyện gì đây? Hổ ra quay trở lại, vẻ mặt cũng hết sức nghiêm trọng. Ông biết rằng, cái quạt đó chắc là do một cao thủ ném ra, ít nhất cũng là cao thủ cấp bậc tông sư võ giả. Chỉ là ông không hiểu, rõ ràng chiếc quạt sắt này là nhắm vào Chu Dương, bay xẹt qua má Chu Dương, đây chính là một loại tín hiệu khiêu khích. Nhưng tông sư võ giả ở Đông Hải, ai dám khiêu khích Chu Dương chứ? Hổ ra nghiêm nghị nhìn về phía trước. Chu Dương vẫn lẳng lặng đứng yên, cúi đầu nhìn quạt sắt rơi chê y mặt đất, giống như bị dọa sợ đến ngây người. Mấy chuyện này nói thì có vẻ phức tạp, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vài giây. Đúng lúc này, một chàng cười điên cuồng vang lên, ha ha, Chu thiếu gia, thật sự rất oai phong nhỉ, cậu chỉ có thể bắt nạt mấy người bình thường thôi sao? Tới rồi. Hổ ra khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm cánh rừng nhỏ trước mặt, đây là một rừng cây rậm rạp nằm trong khu biệt thự. Một bóng người trong rừng cây từ từ hiện ra, hóa ra là một thanh niên. Thật hiếm có, trừ Ngưu Xuyên và Chu Dương ra, hầu như không có tông sư võ giả trẻ như vậy ở thành phố Đông Hải. Hơn nữa, phong cách của thanh niên này khá khác biệt với nhóm bọn họ. Nếu phải nói rõ, thì chính là thái độ kiêu ngạo. Vẻ kiêu ngạo của thanh niên này dường như không hề che đậy,
hơn nữa quần áo chê y người vô cùng lộng lẫy, mang đến cho người khác cảm giác giống như một thiên tài con nhà giàu có, tự do phóng túng. Hắn dùng ánh mắt khinh thường đánh giá vài người rồi bước đến, này, mấy người không biết xấu hổ là gì sao? Cậu là ai? Hổ gia lạnh lùng hỏi. Anh là người Chu gia đúng chứ? Là Chu gia phái anh đến, hay là tự anh muốn đến? Chu Dương cũng xoay người lại. Chương 1057, Chu Minh. Ngay khi Hổ gia và người thanh niên kia đứng đối diện nhau, Chu Dương chậm rãi quay người, mặt không cảm xúc hỏi. Nghe Chu Dương nói vậy, sắc mặt người thanh niên thoáng qua chút kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ Chu Dương sẽ nhận ra thân phận của hắn nhanh đến vậy. Nhưng sự ngạc nhiên này chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi thay thế bằng thái độ khinh thường, cậu khá nhanh trí đó. Sao nào, sau khi biết thân phận của tôi rồi, có cảm thấy phấn khích không? Cậu muốn trở về Chu gia nhỉ, có muốn tôi kể vài chuyện về tình hình Chu gia hiện tại cho cậu nghe không? Vẻ mặt người thanh niên cao ngạo đắc ý, nói liền một mạch. Suy cho cùng, hắn là người của Chu gia, mà Chu Dương chỉ là đứa con rơi của Chu gia mà thôi. Có cảm giác ưu việt hơn trước mặt Chu Dương là đương nhiên. Nhưng hắn chưa nói xong, đã nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên, cút. Hắn khựng người lại, như thể không dám chắc lời vừa nghe được có thật hay không. Chu Dương bảo hắn cút. Sao Chu Dương dám nói lời này chứ? Hắn không cần xác nhận nữa, bởi vì lúc này khi hắn và Chu Dương đang đối mặt trực tiếp, Chu Dương lại nói thêm lần nữa. Cút, bất kể là ai phái anh đến, ở đây không chào đón anh. Chu Dương nghiêm túc nói. Anh đúng là sớm muộn cũng sẽ quay về Chu gia. Điều này không có nghĩa là Chu Dương có cảm tình với gia tộc đã bỏ rơi mình. Nhưng dù là vậy, vì nghĩ cho mẹ mình, Chu Dương cũng không có ý định thẳng thắn xúc phạm người Chu gia. Nếu hai bên có thể hòa bình thương lượng, giống như cách thức hòa hợp của Trần Thế Hào, Chu Dương sẽ không cố ý làm khó với người Chu gia. Nhưng thanh niên trước mặt này rõ ràng là không tốt lành gì. Nếu đã vậy, Chu Dương đâu có nghĩa vụ phải khách khí với hắn. Nói trắng ra, nếu không có bà Chu Dương căn bản không thèm để ý đến Chu gia. Vì bà Chu, anh có thể kiên nhẫn thỏa hiệp cùng trao đổi với Chu gia, nhưng điều này phải dựa trên y việc Chu gia thật sự coi bọn họ là người nhà. Là Chu gia nợ Chu Dương, không phải là Chu Dương nợ Chu gia bọn họ. Đừng nói bố mẹ và gia tộc vĩnh viễn không mắc nợ con cái. Một đứa trẻ được sinh ra, bố mẹ chắc chắn phải có nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, dạy dỗ con nên người, để con có năng lực hành vi của riêng mình. Nếu ngay đến điều này cũng không làm nổi, sinh ra rồi bỏ một bên không quan tâm chăm lo, bố mẹ như vậy tuyệt đối không xứng. Vì vậy Chu Dương mới có thái độ này. Người thanh niên sững sờ. Phải một lúc sau hắn mới phản ứng lại. Hắn bị mắng, bị đứa con hoang này mắng. Đứa con bị bỏ rơi này, thật to gan. Chu Dương, cậu có biết tôi là ai không? Người thanh niên tức giận hét lên, hoàn toàn không thể chấp nhận nổi chuyện mình bị Chu Dương mắng. Tôi không cần biết anh là ai, nếu anh không đi, tôi không ngại dùng vũ lực khiến anh biến mất, Chu Dương nói. Anh đã vô cùng phiền chán rồi, không có hứng thú tiếp chuyện với người nhạt nhẽo như vậy nữa. Tôi là Chu Minh, dựa theo vai vế, cậu còn phải gọi tôi một tiếng anh trai, cậu dám nói chuyện với tôi thế hả? Chu Minh giận sôi máu, nói. Nếu Chu Dương bảo hắn cút, hắn cứ cụp đuôi mà cút đi, vậy mặt mũi hắn biết để vào đâu. Tô Thế Minh, Tôn Càn Khôn, Hổ gia ngẩn người, trố mắt nhìn nhau. Chuyện quái quỷ gì vậy? Đến từ Chu gia nào cơ? Lại còn là anh trai của Chu Dương. Trong ấn tượng của họ, Chu Dương là người duy nhất không có gia cảnh trong số những thế lực hàng đầu ở Đông Hải. Trước nay anh chưa từng nhắc đến gia tộc, anh chị em nào. Mọi người chỉ biết anh có một người mẹ đi lại hơi khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân mọi người tâm phục khẩu phục Chu Dương, thử hỏi, không có gia cảnh chống lưng, năm đó khắp Đông Hải này, còn ai có thể có được địa vị như Chu Dương bây giờ. Nhưng lúc này, đột nhiên người Chu gia đến tự nhận là anh trai của Chu Dương là xảy ra chuyện quái quỷ gì đây? Dựa theo vai vế, Chu Dương cười khẩy, nhưng tại sao tôi phải phân vai vế với anh, chúng ta quen biết à? Chúng ta chưa từng gặp mặt, anh nói anh là anh trai tôi, thì là anh trai tôi thật chắc. Vậy tôi nói tôi là bố anh, có phải anh sẽ gọi tôi một tiếng bố không? Cậu muốn chết hả, nếu đến tận lúc này Chu Minh còn chưa nghe ra Chu Dương đang chế nhạo hắn, vậy thì đúng là kẻ ngốc. Chu Minh hắn là ai chứ?
hắn là con cháu Chu gia, một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô. Phóng tầm mắt khắp phương Đông, có mấy người dám không tôn trọng hắn. Bởi vậy hắn mới có tính cách kiêu ngạo đến thế. Hết cách rồi, hắn còn trẻ đã trở thành tông sư võ giả, là thiên tài siêu cấp thiên hạ, lại có gia cảnh xuất thân không gì sánh kịp. Trong mắt mọi người, hắn là người vô cùng đẹp trai và giàu có. Nhưng không phải gia đình có mấy chục triệu đã dám nhận mình là giàu có đẹp trai. Hắn là thiên tài trong thiên tài, là thiếu gia nhà giàu trong số các nhà giàu nhất. Bất kể là thực lực hay xuất thân, hắn đều đứng hàng đầu, đây chính là nguyên nhân hắn kiêu ngạo và cũng là nền móng để hắn kiêu ngạo. Lần này đến tìm Chu Dương, hắn đích thân đến là ôm tâm trạng muốn hóng hớt xem kịch hay. Nghe nói đứa em trai này không tồi, vì vậy hắn giễu cợt đến xem thử đứa em chưa từng gặp mặt này có dáng vẻ ra sao. Nhưng không ngờ lại bị chế giễu. Hắn đến chế nhạo người ta, kết quả lại biến thành bản thân bị giễu cợt, điều này bảo hắn làm sao chấp nhận nổi, Chu Dương, nếu cậu chán sống rồi, thì đừng trách tôi không khách khí. Vẫn tham vọng quay về Chu gia ư, đi mà mơ giấc mộng hão huyền đó đi, hôm nay để anh trai tôi đây dạy dỗ lại cậu. Thế nào là tôn trọng người lớn? Hôm nay tôi phải khiến cậu tàn phế, để cậu vĩnh viễn không thể quay về Chu gia. Chu Minh vừa nói, vừa siết chặt nắm đấm bẻ các khớp kêu răng rắc, sắc mặt hung tợn đi về phía Chu Dương. Thấy vậy, Chu Dương chưa kịp ra tay, Hổ gia đã nhanh chóng chắn trước người Chu Dương, nhóc con, đây là địa bàn Đông Hải. Muốn động đến Chu tiên sinh, trước tiên phải hỏi ý kiến của mấy người chúng tôi đã. Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn cũng gật đầu, sau đó đứng sau lưng Hổ gia. Mặc dù hai bọn họ không phải tông sư võ giả, nhưng họ đều là gia chủ của hai gia tộc quyền lực nhất thành phố Đông Hải. Ở Đông Hải, thân phận của họ là biểu tượng của sức mạnh. Cộng thêm Hổ gia, có thể nói ba người đang đứng trước mặt Chu Minh, chính là đại biểu cho ba thế lực hùng mạnh nhất Đông Hải. Bởi vậy Hổ gia rất tự tin. Nhóc con, nếu cậu ngang ngạnh cố chấp, tôi e là cậu khó mà sống sót rời khỏi Đông Hải, Hổ gia bình thản nói. Ồ, nghe có vẻ ông rất tự tin nhỉ, ánh mắt Chu Minh lộ rõ vẻ đùa cợt. Hứa Tông Hổ, Hứa gia các ông vừa mới ổn định, lại muốn bị tiêu diệt lần nữa sao? Ngay cả tôi mà ông cũng dám cản đường, Chu Minh hét lên. Chương 1058, địa vị của Chu gia. Nghe thấy Chu Minh gọi tên mình, Hổ gia lập tức nhíu mày. Sao tên Chu Minh này lại biết tên ông, hơn nữa còn biết Hứa gia mới ổn định trở lại. Hắn nói hắn là dòng dõi Chu gia, nhưng ở thành phố Đông Hải, hay các thành phố xung quanh, liệu có một Chu gia đủ mạnh để có thể tùy tiện uy hiếp ta được Hứa gia hay không? Cần biết rằng, Hứa gia là một gia tộc ẩn giật. Đặc điểm của gia tộc ẩn giật là sẽ đã phải đánh bại các gia tộc thế tục, hơn nữa số lượng gia tộc ẩn giật cực kỳ hiếm, thậm chí toàn bộ phương Đông chỉ có 5 gia tộc ẩn giật. Trong các gia tộc ẩn giật khác, không có họ Chu. Vì vậy Hổ gia thấy hơi khó hiểu, Chu Minh này chính xác là ai? Rõ ràng biết thân phận của mình mà vẫn dám lớn tiếng như vậy. Lẽ nào hắn căn bản không biết sự tồn tại của Hứa gia có nghĩa là gì? Không, điều này cũng khó xảy ra. Bất kể nhìn thế nào, từ góc độ khí chất và thực lực của Chu Minh, có lẽ hắn thuộc về một thế lực vô cùng lớn mạnh. Không thể là kiểu gia tộc mà mới chỉ nghe qua cái tên Hứa gia và không hiểu một chút gì về Hứa gia. Nhưng, Chu gia, có Chu gia nào lại có được địa vị như thế? Chắc không phải là Chu gia đó chứ, ý nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị Hổ gia gạt ra khỏi đầu ngay. Đùa gì chứ, Chu gia đó là một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô, gần như tượng trưng cho quyền lực đỉnh cao ở phương Đông. Dòng dõi của gia tộc như vậy làm sao có thể xuất hiện ở một nơi như thế này? Hơn nữa còn là anh trai của Chu Dương. Vì vậy, Hổ gia hỏi, nếu cậu đã biết về Hứa gia chúng tôi, tại sao còn dám ăn nói ngông cuồng? Sốt của cậu là ai? Lần này đến lượt Chu Minh sửng sốt, là ai? Vừa rồi không phải tôi nói rồi sao? Tôi là dòng dõi Chu gia. Hứa gia các ông tốt xấu gì cũng là một gia tộc ẩn giật, chắc không thể chưa từng nghe nói đến Chu gia chứ. Chu Minh đau đầu nói, Hứa gia này sao lại thiển cận như vậy? Như thế này thì hai bên khó lòng giao tiếp với nhau được. Nhưng Hổ gia còn sốc hơn. Bởi vì từ giọng điệu của Chu Minh, ông mơ hồ đưa ra kết luận. Chu Minh này đúng là xuất thân từ Chu gia đó. Điều này thật quá đáng sợ. Hổ gia đột nhiên trở nên thận trọng, ông dè dặt hỏi, chẳng lẽ cậu là người của Chu gia ở thủ đô?
Sau khi nghe được những lời của Hổ gia, mắt Chu Minh đột nhiên sáng lên. Hứa gia này đã từng nghe đến Chu gia. Hắn một lần nữa khôi phục lại vẻ kiêu ngạo phóng túng của công tử nhà quyền quý, có chút đắc ý nói, ngoài Chu gia đó ra, lẽ nào trên y đời này còn có Chu gia nào khác sao? Tim Hổ gia chợt thắt lại, quả đúng là dòng dõi Chu gia. Lần này rắc rối to rồi. Nhưng vẻ mặt của Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn vẫn đang ở trong trạng thái như không. Hổ gia, có chuyện gì vậy? Ông biết cậu ta không? Tôn Càn Khôn hỏi. Tôi, không biết. Hổ gia lắc đầu nói một cách khó nhọc, nhưng không nên coi thường người này. Cậu ta đến từ Chu gia ở thủ đô, chắc mọi người cũng đã từng nghe qua, Chu gia, một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô. Cái gì, đó không phải chỉ là tin đồn thôi sao? Vẻ mặt của Tôn Càn Khôn đột ngột thay đổi, ông ta trả lời thất thanh. Tôn gia và Tô gia đương nhiên từng nghe nói đến Chu gia. Dù sao, đó cũng là gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô. Nhưng họ không để tâm đến vấn đề này, bởi vì họ cảm thấy rằng đó chỉ là tin đồn. Đùa à, thủ đô là nơi nào chứ? Dưới chân hoàng đế. Dưới chân hoàng đế mà lại thành lập một gia tộc, thế lực lại còn trải rộng khắp phương Đông. Có nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Có muốn tạo lập gia tộc thì cũng phải trốn đi chỗ nào xa xa một chút, chạy đến dưới chân hoàng đế chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Chỉ cần hơi manh động, sợ là sẽ bị tiêu diệt luôn. Nếu thực sự có thể xây dựng một gia tộc ở thủ đô, hơn nữa còn truyền lại các đời sau. Vậy thì nền tảng của gia tộc đó rốt cuộc thâm hậu đến như thế nào chứ? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã cảm thấy ớn lạnh sống lưng, thật đáng sợ. Chẳng lẽ truyền thuyết về bốn gia tộc lớn ở thủ đô là sự thật, Tô Thế Minh cũng thể hiện vẻ mặt không dám tin. Hổ gia gật đầu. Từ nhỏ đã lớn lên ở trong một gia tộc ẩn giật, cấp độ của Hổ gia đủ để khiến ông hiểu rằng bốn gia tộc lớn ở thủ đô là có thật. Trong bốn gia tộc lớn, Chu gia gần như có thể được coi là đứng đầu trong số đó. Nói cách khác, Chu gia ở thủ đô gần như là đại diện cho gia tộc hạng nhất ở phương Đông. Nếu Chu Minh này thực sự đến từ gia tộc đó, thì chuyện hôm nay sẽ là chuyện lớn đây. Hổ gia nhìn Chu Minh với vẻ mặt kinh ngạc và khó hiểu. Còn Chu Minh, hiển nhiên, hắn thích thú với sự kinh hãi của Hổ gia, hắn lấy trong túi ra một chiếc lệnh bài bằng ngọc, ném sang, sao hả? Ông không tin tôi thực sự là con cháu Chu gia sao? Hổ gia vô thức liếc nhìn chiếc lệnh bài trên y tay, đột nhiên cảm thấy mình giống như bị sét đánh giữa trời quang. Ngọc Hòa Điền thượng đẳng sáng bóng không tì vết, chính giữa lệnh bài là chữ thế như rồng bay phượng múa. Xung quanh lệnh bài có một dòng ký tự nhỏ được viết nghiêng, lệnh bài chứng minh thân phận con cháu Chu gia. Đây là thật rồi, Hổ gia là con cháu của Hứa gia nên từ nhỏ ông đã từng được tiếp xúc với cách chứng minh thân phận của mỗi gia tộc trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô, tránh dây vào người của bốn gia tộc này. Thật không ngờ hôm nay ông đã thực sự gặp phải. Hơn nữa, còn là người thừa kế của Chu gia. Hắn chính là người thừa kế thứ hai của gia tộc này. Người thừa kế thứ nhất của Chu gia đã mất tích nhiều năm như mọi người đều biết, cho nên Chu Minh trước mặt đây gần như tương đương với gia chủ tương lai của nhà Chu gia. Hứa Tông Hổ, bây giờ, ông có chắc chắn vẫn muốn ngăn cản tôi không? Chu Minh lại hỏi. Cơ thể Hổ gia run lên, có thể thấy ông đang giằng co kịch liệt. Biểu cảm của Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn ở một bên cũng trở nên vô cùng khó coi. Nền tảng gia đình nhỏ của họ không tốt như Hứa gia để có thể chịu được sự giày vò. Bây giờ ngay cả Hổ gia cũng trở nên như thế này, chẳng lẽ bọn họ còn có thể tham gia được chuyện này hay sao? Tôi cũng nói thẳng, hôm nay tôi không tới tìm các người mau cút ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Chu Minh lại nói, trong lúc tâm trạng tôi còn đang tốt, nếu không... Đừng tưởng rằng ba nhà các người giống như trùm địa phương ở thành phố Đông Hải này, có tin là tôi chỉ cần vẫy tay thôi thì đã làm cho các người tan thành mây khói không? Này cậu nhóc, cho dù cậu là người thừa kế của Chu gia, cậu cũng không thể hống hách như vậy. Nếu nhà cậu ở thủ đô, lẽ nào cậu có thể nhúng tay đến tận Đông Hải chỗ chúng tôi sao? Tô Thế Minh không nhịn được nói, cho dù cậu là một con rồng mạnh mẽ, nhưng con rồng mạnh mẽ cũng không đè bẹp được rắn nhà đâu. Ông là gia chủ Tô gia phải không? Chu Minh liếc ông ta một cái, đừng có để bị mấy cái thể loại tục ngữ nhảm chán đó đánh lừa. Một con rồng mạnh mẽ có thể đánh chết con rắn nhà bất cứ lúc nào, trừ khi nó không phải là một con rồng thực sự. Chương 1059, cậu nói không tính đâu.
Ngay cả sau lời giải thích của Hổ gia, Tô Thế Minh vẫn chưa thực sự cảm nhận được sức mạnh của Chu gia. Ông ta chỉ cảm thấy mặc dù Chu gia rất mạnh, nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của thành phố Đông Hải. Tô gia của ông ta hiện đã được coi là gia tộc hạng nhất, liên thủ với Tôn gia từng là gia tộc hạng nhất, cũng như Hứa gia gia tộc ẩn giật thực sự ở thành phố Đông Hải. Ba gia tộc hợp lực lại với nhau, cộng thêm hoàng đế võ giả là Chu Dương nữa, ở Đông Hải này còn có chuyện mà họ không thể lo liệu được hay sao? Cho dù Chu gia có mạnh hơn nữa thì sao? Chẳng lẽ chê y địa bàn thành phố Đông Hải này, đối mặt với liên minh do những thế lực này thành lập, Chu gia lại dám dễ dàng khiêu khích? Chê y thực tế, suy nghĩ này của Tô Thế Minh cũng không có gì là sai. Những gia tộc này của họ và công ty danh dương do Chu Dương điều khiển liên thủ lại với nhau có thể nói là bá chủ thực sự của thành phố Đông Hải về mặt kinh tế cũng như lực lượng. Họ hợp lực với nhau có thể nói rằng có thể kiểm soát được khoảng 70% sản nghiệp ở thành phố Đông Hải. Chỉ cần sản nghiệp này nắm trong tay thì không ai có thể động vào họ được, nếu họ sụp đổ thì toàn bộ thành phố Đông Hải sẽ tan rã. Loại hiệu ứng này sẽ được tạo ra khi có một thế lực đủ mạnh ở một mức độ nhất định. Hơn nữa, bây giờ các thế lực mạnh nhất là họ đây đang hợp lực với nhau. Vì vậy, bất kể Tô Thế Minh nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra Chu gia có thủ đoạn gì có thể đánh bại họ ở thành phố Đông Hải. Và sự thực cũng đúng là như vậy. Chu gia có thể ăn đứt được sự liên thủ của những gia tộc này không? Câu trả lời là có. Nhưng liên minh của các gia tộc này chắc chắn là một khúc xương khó gặm đối với Chu gia. Nếu không cần thiết, Chu gia nhất định sẽ không muốn đụng đến cục xương cứng rắn này, nếu không thận trọng có thể sẽ đánh gãy vài chiếc răng. Đối mặt với liên minh do những gia tộc này thành lập, nếu một thành viên khác của Chu gia tới đây, hắn nhất định sẽ lựa chọn rút lui. Nhưng họ đang đối mặt với Chu Minh, người thừa kế ngông cuồng đến mức không coi ai ra gì của Chu gia. Mặc dù là người thừa kế, nhưng hắn không hề quan tâm Chu gia sẽ tổn thất bao nhiêu. Hắn chỉ biết nếu những người này dám khiêu khích hắn thì bằng mọi giá hắn sẽ huy động toàn bộ thế lực của Chu gia để thôn tính thành phố Đông Hải. Không phải là tiền sao, Chu Minh giễu cợt nói, nếu các người đoàn kết với nhau, chỗ dựa lớn nhất không gì khác chính là nắm giữ 70% sản nghiệp của thành phố Đông Hải. Chu gia chỉ cần phá hủy tất cả các sản nghiệp của các người. Sau đó bơm khoản tiền tương tự để mua 70% sản nghiệp của thành phố Đông Hải, thế cục của Đông Hải sẽ không bị lay động. Nhưng các người thì sẽ mất tất cả. Các người có chắc là vẫn muốn chống đối với Chu gia không? Chu Minh dửng dưng nhìn Tô Thế Minh. Khuôn mặt Tô Thế Minh đột nhiên đanh lại. Kể từ khi Chu Minh nói điều này, có nghĩa là hắn sẽ thực sự làm điều gì đó với Đông Hải. Lần này rắc rối to rồi. Hải có thể nói là thành phố Đông Hải vừa mới bình ổn, mấy người họ cũng vừa mới hoàn toàn ổn định nền tảng, nếu như thật sự đối mặt với nhân vật lớn như Chu gia, thì đây nhất định không phải là thứ mà những gia chủ như họ đây muốn thấy. Rõ ràng, Tô Thế Minh cũng phải tuân theo. Chu Minh mỉm cười, nếu đã hiểu thì cút sang một bên, nhớ cho kỹ, không phải là ai các người cũng có thể ngăn cản được. Câu nói này của Chu Minh có thể nói là vô cùng kiêu ngạo, nhưng Tô Thế Minh, Tôn Càn Khôn, Hổ gia và những người khác không dám phản bác lại. Nhưng họ vẫn đứng yên tại chỗ. Hở, ý gì đây, Chu Minh hơi mất kiên nhẫn, mấy người thật sự muốn khiêu chiến với Chu gia sao? Chu Minh, Hổ gia nói, chúng tôi đã thấy quyết tâm của cậu rồi. Hơn nữa, chúng tôi cũng tin rằng thực lực của Chu gia chắc chắn không phải là thứ mà chúng tôi có thể nghi ngờ được. Nhưng vậy thì sao, Hổ gia lạnh lùng nói, người ta rồi cũng sẽ chết, gia tộc cũng như vậy. Mọi gia tộc đều mong muốn rằng họ có thể truyền lại hàng nghìn năm, nhưng điều đó hoàn toàn không thể. Chúng tôi đã chọn đi theo Chu Dương tiên sinh thì nhất định chúng tôi sẽ theo đến cùng. Nếu cậu thật sự muốn tiêu diệt Chu Dương tiên sinh, hãy bước qua xác chúng tôi trước. Đây là một tuyên bố. Những người này đã cùng Chu Dương trải qua rất nhiều chuyện, quan hệ giữa họ từ lâu đã vượt trên sự sống chết. Nói cách khác, sự tin tưởng giữa họ đã vượt quá sự sống và cái chết. Thế nào gọi là liên minh? Cùng tiến cùng lùi, sống chết có nhau mới gọi là liên minh, chứ không phải là khi ông mạnh thì tôi sát cánh cùng với ông, khi đối thủ mạnh thì tôi bỏ chạy. Đây không được gọi là liên minh, đây được gọi là trò chơi trẻ con. Sự thăm dò vừa rồi không có nghĩa là bọn họ có ý rút lui, mà là bọn họ định tiện đà đánh bại Chu Minh, để cho Chu Minh biết khó mà rút lui. Nhưng hiển nhiên, bọn họ đã thua,
đối mặt với Chu Minh, người thừa kế của Chu gia, nền tảng của họ chẳng khác gì một câu chuyện cười. Nhưng điều này không có nghĩa là họ sẽ phản bội Chu Dương. Thật là nhìn không ra, mấy người cũng có khí phách quá ha, Chu Minh hừ một tiếng, nếu là như vậy, thì tôi sẽ tác thành cho các người. Hắn không phí lời nữa, giơ thẳng nắm đấm đánh về phía Hổ gia. Tất nhiên Hổ gia cũng không khách sáo, ông liền giơ nắm tay lên nghênh chiến. Cả hai bên đều là tông sư võ giả, Chu Minh muốn giải quyết Hổ gia chỉ bằng một cú đấm, hiển nhiên là không thể, hai bên nhanh chóng giao chiến với nhau. Nhưng vào thời điểm này, nền tảng của Chu gia có phần nổi trội hơn. Tuy rằng hai người đều là tông sư võ giả, nhưng chiêu thức mà Chu Minh tu luyện hiển nhiên là vượt trội hơn so với Hổ gia, quần áo chê y người hắn cũng chính là pháp khí, mấy lần Hổ gia đánh thẳng vào người hắn, nhưng đã bị quần áo chê y người hắn hấp thụ một cách khủng cây Ethiota. Trong hoàn cảnh như vậy, trận chiến không kéo dài được vài phút, Hổ gia đã rơi vào thế bất lợi. Chu Minh giễu cợt, gia chủ mới của Hứa gia này, thật là đáng tiếc. Nếu tôi giết chết ông ở đây luôn, ông nói xem liệu Hứa gia có vì ông mà tìm tôi báo thù hay không? Hay là, đường đường gia chủ Hứa gia cứ thế chết một cách không rõ ràng đây? Trong lời nói của Chu Minh có ý giễu cợt. Thân phận của Hổ gia tối cao đến mức nào? Gia chủ của Hứa gia ở thành phố Đông Hải. Nếu không có Chu Dương, chẳng ngoa khi nói rằng ông ấy là thiên hạ đệ nhất ở Đông Hải. Nhưng ở trước mặt Chu Minh, ông lại hèn mọn như thế, không được điểm gì, thậm chí cho dù chết cũng chết vô ích, thật là một sự chế nhạo kinh người. Sắc mặt Hổ gia u ám, nhưng ông vẫn phản bác, muốn giết tôi, e rằng không đơn giản như vậy. Hơ, ông nghĩ ông có thể cầm cự được bao lâu? Tôi nói giết ông thì tôi sẽ giết ông, lẽ nào còn có ai dám đứng ra ngăn cản hay sao? Lời tôi nói chính là lời vàng ý ngọc. Không, lời anh nói đều chỉ là đánh giấm hết, lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên, Chu Dương từ từ bước ra, hơn nữa, cái giấm này của anh thối đến tận chỗ tôi, khiến tôi rất không thoải mái. Chương 1060, cậu ấm siêu dầu. Chu Dương lạnh lùng nhìn Chu Minh, có lẽ anh có thể hô mưa gọi gió ở Chu gia, nói gì cũng sẽ trở thành hiện thực. Nhưng ở chỗ của tôi, những gì anh nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu muốn khoe khoang thân phận của anh ở Chu gia thì tôi khuyên anh nên trở về Chu gia rồi khoe gì thì khoe. Chu Dương bước tới bắt lấy nắm đấm của hắn. Vốn dĩ cú đấm này có thể khiến Hổ gia bị thương nặng nhưng Chu Dương đã chống đỡ được. Chu Minh tức giận liếc nhìn Chu Dương, tên con hoang này còn dám xuất hiện trước mặt tôi à? Hổ gia, ông lui ra đi, Chu Dương khẽ nói. Sau khi Hổ gia lùi lại, Chu Dương mới quan sát Chu Minh. Tôi chưa bao giờ không dám xuất hiện trước mặt anh, lúc đầu không ra tay chỉ là vì tôi lười để ý đến anh mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra anh cũng chỉ có chút thủ đoạn này, ít nhất mạnh hơn Hổ gia một chút. Tôi chỉ có thể tự mình ra tay để anh cút xéo, Chu Dương cử động cổ nói. Đích thân đuổi tôi đi, cậu lại dám nói với tôi như vậy à? Chu Dương, đừng quên cậu chỉ là một đứa con hoang. Tôi không tin cậu không muốn quay về Chu gia. Nếu cậu vẫn có thái độ này, tôi dám đảm bảo cậu muốn quay về Chu gia tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Thế nên nếu cậu thông minh một chút thì nên nịnh bợ tôi mới phải. Chu Minh nói rồi bật cười, vì hắn cảm thấy mình nắm được điểm yếu của Chu Dương. Hắn biết Chu Dương là hoàng đế võ giả, nhưng hắn chẳng sợ gì, nguyên nhân rất đơn giản, Chu Dương là một đứa con hoang tuyệt đối không dám ra tay với con cháu của Chu gia là hắn. Hơn nữa nếu Chu Dương thật sự muốn quay về Chu gia thì còn phải nhìn sắc mặt của hắn. Bây giờ Chu Dương nên nịnh bợ còn không kịp nữa là. Chu Minh tự đắm chìm trong tưởng tượng của mình. Hết cách rồi, thân là con cháu của Chu gia, dù hắn đi đến đâu cũng được nịnh bợ cho nên rất khó thoát khỏi suy nghĩ này. Nhưng hắn vẫn chưa tưởng tượng xong thì bỗng có cảm giác nguy cơ khủng cây Ethiota ập đến mặt mình. Hắn vô thức né tránh, sau đó mở mắt ra. Cú đấm của Chu Dương mang theo sát khí dừng ở trước mặt hắn tạo nên một trận gió. Cút, Chu Dương lạnh như băng nói. Lúc này Chu Minh đã cây Ethiota sợ. Đó là loại sát khí như thế nào? Hắn chắc chắn rằng chỉ cần tâm trạng Chu Dương không tốt thì hắn sẽ bị giết chết. Là Chu Dương đã nương tay. Hắn há hốc mồm nhìn nắm đấm trước mặt, hoàn toàn cây Ethiota sợ trong vài giây. Đây có thể là lần gần cái chết nhất trong cuộc đời hắn.
Nắm đấm cuồng phong bá đạo đó đã đem đến cho hắn một loại trải nghiệm hoàn toàn mới. Hóa ra đây là thực lực của Chu Dương. Tôi nói, không lâu sau, hắn mới há miệng muốn nói gì đó. Cút, nhưng hắn chưa nói xong, giọng nói của Chu Dương lại vang lên. Dứt lời, Chu Dương thu nắm đấm lại, bước về sau. Lần này, Chu Minh không đi theo nữa. Vì hắn đã hiểu rõ sự chênh lệch thực lực giữa mình và Chu Dương. Đó không phải là một chút chênh lệch. Là một thiên tài, con cháu của Chu gia, cậu ấm vô cùng giàu có, chưa bao giờ hắn bị đánh thế này. Hắn nhìn bóng lưng Chu Dương rồi rơi vào suy tư. Hắn cảm thấy mình thua Chu Dương một cách triệt để. Nói về thân phận, Chu Dương chỉ là một đứa con hoang, hắn đã điều tra trước khi liên lạc với Chu gia, Chu Dương chỉ là một người bình thường. Một người thường hết sức bình thường, thậm chí từ nhỏ đến lớn là người dễ bị bắt nạt. Thậm chí việc tu luyện của anh cũng mới bắt đầu từ một năm trước. Không có bất kỳ tư liệu gì, dù sau này có chút tiền nhưng chút tiền ít ỏi đó chẳng là gì ở trong mắt Chu Minh. Không có chiêu thức công pháp, không có thầy chỉ dẫn, Chu Dương đã đạt đến vị trí hiện tại chỉ trong một năm. Chu Minh không để ý đến giàu có mà bây giờ Chu Dương đang có, vì trong mắt hắn số tài sản đó chẳng đáng là bao, hắn chỉ coi trọng thực lực võ giả của Chu Dương. Từ góc độ võ giả, Chu Dương quả thật mới tu luyện được một năm. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Khả năng này còn hơn hắn gấp mấy lần. Sau khi Chu Dương rời đi, Chu Minh lẳng lặng nhặt quạt của mình lên, rồi xoay người rời khỏi đó, không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Lúc này Chu Dương đang ở nhà nói chuyện về Chu gia với đám người Hổ gia. Chu tiên sinh, cậu cũng họ Chu, hơn nữa cái tên Chu Minh kia còn nói cậu là em trai cậu ta, chuyện này rốt cuộc là sao? Hổ gia hỏi. Chu Dương cũng không giấu giếm, anh nói hết toàn bộ xuất thân của mình. Trước đây anh che giấu thân phận của mình là vì lúc đó anh chưa đủ mạnh. Lúc đó anh không đoán được Chu gia là gia tộc thế nào, hơn nữa với thân phận của anh, tương lai có thể sẽ là người thừa kế Chu gia. Một người bình thường không có thực lực mạnh lại rất có thể là người thừa kế tương lai của Chu gia. Nếu thân phận này bị lộ sẽ dẫn đến hậu quả thế nào thì ai cũng biết. Có thể sẽ chết. Sẽ bị vài người muốn thừa kế Chu gia truy sát. Nói cho dễ hiểu là cùng một ruột với Chu Minh. Vì nếu không có Chu Dương, Chu Minh là người có hy vọng được thừa kế Chu gia nhất. Nhưng nếu Chu Dương sống, thậm chí quay lại Chu gia thì có lẽ cả đời này Chu Minh chỉ có thể là ông hai. Bây giờ thì khác, người có khả năng truy sát anh đã xuất hiện, Chu Dương cần phải gì phải che giấu thân phận của mình nữa sao? Hơn nữa, anh đã đủ mạnh mẽ, mạnh đến mức cả Chu gia đều phải nghiêm túc đánh giá cấp bậc của anh. Trong trường hợp này Chu Dương hoàn toàn không cần phải che giấu thân phận của mình nữa. Đợi anh nói xong, mấy người trong phòng đều ngạc nhiên đến há hốc mồm. Vốn dĩ cho rằng trong đám bọn họ Chu Dương là người không có lai lịch gì nhất, nhưng bây giờ mới biết thì ra Chu Dương người ta mới là người có gia cảnh vượt trội nhất. Lớn đến mức nào, anh là người thừa kế gia tộc đứng đầu phương Đông. Thân phận này có thể tung hoành khắp cả phương Đông. Nhớ lại thái độ trước đây của họ khi đối xử với Chu Dương, mấy người này không khỏi cảm thấy mặt nóng rực. Lúc đầu Hổ gia tiếp cận Chu Dương là vì hoàn toàn xem Chu Dương là người rất ưu tú, đôi lúc vẫn cố ý bày ra uy thế của mình. Còn Tô Thế Minh lại xem Chu Dương là một người hợp tác kém hơn mình một bậc, thậm chí mấy lần còn cố ý muốn gây khó cho Chu Dương để tranh giành lợi ích. Tôn Càn Khôn thì càng khỏi nói, trước đây không lâu, hắn còn là kẻ thù của Chu Dương, thậm chí hắn một mực cho rằng Chu Dương không xứng là đối thủ của hắn. Bây giờ nghĩ lại họ thật ngây thơ đến đáng thương. Kiểu cậu ấm siêu giàu giấu mình kỹ như Chu Dương mới là đại ca. Tôi ở biệt thự thì có gì ghê gớm, tôi cho cậu 100 triệu, cậu có thể mua một căn biệt thự giống vậy ư, điều này nghe có vẻ không quá lớn lao, nhưng dựa vào đâu mà bảo ông đây đưa tiền cho cậu. Đây vốn dĩ là logic của tên cướp không có đầu óc. Thật ra Chu Dương suy nghĩ cẩn thận cũng hiểu tại sao Lưu Khánh Siêu lại nói ra những câu vô liêm sỉ như vậy trước mặt anh. Vì Lưu Khánh Siêu đã quen với điều đó. Lúc nhỏ, hắn cũng đối xử với anh như vậy. Chẳng qua lúc nhỏ Chu Dương không có tiền, cho dù hắn bắt nạt cũng không lấy được bao nhiêu từ anh, nói trắng ra, lúc đó Chu Dương quá yếu đuối, dù Chu Dương bị bắt nạt thì mọi người cũng cảm thấy đó là điều đương nhiên, thậm chí anh cũng cho rằng như vậy. Cho nên lúc nhỏ, mặc dù anh cảm thấy oan ức khi bị ức hiếp, nhưng anh chấp nhận vì anh đã quen với điều đó.
Còn bây giờ Chu Dương đã khác xưa, dựa vào cái gì mà anh để mặc người khác giày vò sỉ nhục chứ? Đã rất lâu không có ai dám đưa ra yêu cầu vô liêm sỉ với anh như thế, cho nên Chu Dương mới cảm thấy ngạc nhiên. Có chút mỉa mai khi nói rằng, Lưu Khánh Siêu vẫn là Lưu Khánh Siêu trước đây, chỉ có Chu Dương thay đổi. Có điều, sự thay đổi này cũng là điều đương nhiên, ai đồng ý bị người khác ức hiếp cả đời chứ? Số phận của Chu Dương có thể nói rất đáng thương, hoàn cảnh lúc nhỏ thật ra có thể dùng từ bi thảm để miêu tả, cho dù là vậy, anh vẫn không từ bỏ bất kỳ hy vọng nào. Ví dụ, khi Chu gia đến tìm và đưa ra yêu cầu với anh, một là cầm 20 triệu, trong vòng 2 năm phải kiếm lợi nhuận gấp 10 lần trả lại cho Chu gia, hai là thừa kế 100 triệu, nhưng sau khi cầm 100 triệu thì sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Chu gia. Lúc đó, anh không chút do dự lựa chọn cầm 20 triệu. Không vì cái khác, chỉ là anh cảm thấy mình không nên sống hèn nhát cả đời. Số phận bất công với anh sao? Vậy anh sẽ chống lại nó. Trước đây Chu Dương chỉ thiếu một cơ hội mà thôi, sau khi nắm bắt được cơ hội, anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác so với trước đây. Cho nên Chu Dương nở nụ cười mỉa mai khi nghe thấy yêu cầu của Lưu Khánh Siêu. Anh đang chế giễu bản thân, cũng đang chế giễu Lưu Khánh Siêu. Chế giễu ra mặt của Lưu Khánh Siêu lại dày như vậy. Chế giễu bản thân cho đến bây giờ vẫn có người dám đưa ra yêu cầu quá đáng trước mặt mình. Xem ra đã đến lúc cho họ thấy những thay đổi của anh. Cậu vừa nói gì, Chu Dương mỉm cười nhìn Lưu Khánh Siêu, cậu nói, tôi ở biệt thự thì có gì ghê gớm, nếu như tôi cho cậu 100 triệu thì cậu cũng có thể mua được một căn sao. Đúng vậy, cậu dám nói 100 triệu không mua được biệt thự sao, có vẻ Lưu Khánh Siêu không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Chu Dương, hắn vẫn rất kiêu ngạo đáp, lẽ nào tôi nói sai à? Chỉ cần cậu dám đưa tôi 100 triệu, tôi lập tức mua một căn biệt thự giống của cậu, thậm chí còn đẹp hơn của cậu. Không. Không, cậu nói không sai, Chu Dương lắc đầu, mỉm cười nói, tôi chỉ cảm thấy cậu là tên ngốc, ông đây dựa vào cái gì cho cậu 100 triệu. Nếu ông đây không đưa cho cậu thì cậu là tên rác rưởi phải không, không mua nổi bất cứ thứ gì. Chu Dương chế nhạo không thương tiếc. Nghe thấy vậy, Lưu Khánh Siêu cũng trợn mắt kinh ngạc. Chu Dương lại dám mắng hắn. Mặc dù những lời Chu Dương nói đều là sự thật. Chỉ cần Chu Dương không đưa tiền cho hắn thì quả thật hắn chỉ là một tên rác rưởi không mua được thứ gì, nhưng sao Chu Dương có thể đưa tiền cho hắn chứ? Bọn họ cùng nhau lớn lên, năm đó hắn ức hiếp Chu Dương lâu như vậy, trên người Chu Dương chỉ có 3 tệ mà hắn cũng cướp hết, 1 tệ cũng không để lại cho Chu Dương. Bây giờ Chu Dương trở nên giàu có, giá trị bản thân lên đến 10 tỷ, cho hắn 100 triệu thì có gì quá đáng chứ? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của mình có lý. Là Chu Dương quá đáng. Cậu dựa vào cái gì mà không đưa cho tôi? Cậu có nhiều tiền như vậy, cho tôi 100 triệu thì có ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu đâu. Chu Dương, cậu đừng quá đáng. Tôi nghĩ rằng chúng ta là bạn bè thuở nhỏ nên mới quản lý tiền giúp cậu. Không thì, tôi thậm chí không quan tâm cậu đâu. Lưu Khách Siêu tức giận nói. Chu Dương nói câu này là muốn tán thưởng hắn. Thật sao? Vì chúng ta là bạn thời thơ ấu nên anh mới quản lý tiền giúp tôi à, Chu Dương gật đầu cười. Đột nhiên quay đầu tát hắn một bạt tai. Đúng, không sai, ông đây không cho cậu tiền, không những không cho cậu mà ông đây còn muốn đánh cậu. Chu Dương nắm lấy cổ áo của hắn, chế giễu, tôi nể tình chúng ta là bạn thuở nhỏ nên mới đánh cậu, nếu không ông đây không thèm để ý đến cậu. Cậu, Lưu Khánh Siêu ức chế nói không nên lời. Lúc này, hắn mới mơ hồ nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Ban đầu hắn cho rằng Chu Dương lắm tiền, nên đích thân qua đòi tiền, Chu Dương phải cúi xuống 2 tay dâng lên mới đúng. Nhưng bây giờ, Chu Dương lại tát hắn 2 cái. 2 cái tát này khiến hắn thức tỉnh. Chu Dương dường như không phải đứa trẻ như trước đây sẽ gật đầu đồng ý khi hắn nói bất cứ điều gì. Bây giờ Chu Dương dám chống lại hắn. Điều này khiến hắn hơi hoảng sợ, đồng thời cũng có phần khó chịu. Chu Dương chẳng qua chỉ là một kẻ yếu đuối nhu nhược thôi. Trước đây còn không có tư cách làm con chó theo chân hắn mà bây giờ còn dám đánh hắn. Hắn nhất định phải khiến Chu Dương biết sự lợi hại của hắn. Được, Chu Dương, cậu dám lật mặt với tôi phải không? Cậu đừng hối hận đấy, cậu đợi đó cho tôi, Lưu Khánh Siêu nói một câu đe dọa rồi định rời đi. Không đi thì còn có thể thế nào? Bây giờ Chu Dương không quan tâm đến hắn.
hơn nữa còn dám đánh hắn, thật ra hắn cũng suy nghĩ việc đánh Chu Dương một trận, nhưng lúc hắn định ra tay thì Chu Dương dùng một tay giữ chặt vai hắn khiến hắn không thể nhúc nhích. Cho nên hắn hiểu ra, cho dù ra tay thì hắn cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Chu Dương, bây giờ chỉ có thể rời đi như vậy. Lưu Khánh Siêu ra đến sân, giọng nói của Chu Dương truyền đến từ phía sau, đứng lại. Sao, Lưu Khánh Siêu quay đầu, hắn còn cho rằng Chu Dương đã hối hận, hừ, thằng nhóc, sợ rồi sao? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ hối hận còn kịp, chỉ cần cậu đồng ý cho tôi 200 triệu, tôi có thể coi chưa có chuyện gì xảy ra. Chậc chậc, chỉ một lát đã kiếm được 200 triệu, ăn hai cái tát mà kiếm được tiền cũng đáng, Lưu Khánh Siêu đắc ý nghĩ. Hắn chưa thoát khỏi giấc mộng, trên mặt lại bị tát thêm một cái, ai nói với cậu là tôi hối hận vậy? Chu Dương giả vờ ngu ngơ nói với hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.